Xin chào quý thính giả đang nghe audio Tiểu Phong, hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên, tác giả Văn Sao Công, kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé, xin cảm ơn. Chương 1083, Mây Lượng Tử. Thâm thúy vũ trụ trong bối cảnh. Một chi hạm đội ngay tại cấp tốc đi thuyền. Trên tàu chỉ huy, trong phòng lái. Tinh Sa hất lên một bộ hơi mờ hắc sa, mặc cho nóng bỏng thân thể mềm mại cùng, như ẩn như hiện đường cong bại lộ ở bên ngoài. Mục tiêu, cự giải tinh hệ. Nàng thở sâu, phát ra chỉ lệnh. Ở trong lòng, như cũ có chút hồ nghi. Đế vương tinh kiếp nạn thời khắc, Tinh Sa vừa lúc ở bên ngoài, may mắn tránh thoát kiếp nạn. Chợt liền lập tức nhận được lục hoàng tử Zoro đưa tin, để nàng đi tiêu diệt một vị lại một vị ở bên ngoài hoàng tử. Zoro hoàng huynh vậy mà như thế tự tin, nhất định có thể đoạt được hoàng vị a. Nghĩ đến trước đó lục hoàng tử phân phó, Tinh Sa không khỏi trong lòng hơi động. Nàng thụ Zoro mệnh lệnh, mang theo một chi hạm đội, vì đối phương thanh lý một chút tiềm ẩn uy hiếp. Nguyên bản ca gia khẳng định không ở trước mắt đánh dấu bên trong. Nhưng đột nhiên xuất hiện một tin tức, nhưng vẫn là làm nàng trực tiếp xuất động. Ca gia vậy mà tấn thăng trung tử tinh cấp tiên nhân. Tinh Sa nghĩ đến tình báo này, vẫn như cũ khó có thể tin. Làm sao, đây là cự giải pháo đài tướng phòng giữ Bắc Bara truyền ra tin tức. Một vị trung tử tinh tiên cấp bậc hoàng tử, đủ để đối với hoàng vị khởi xướng trùng kích. Bởi vậy tại Zoro mệnh lệnh phía dưới, nàng vẫn là tới. Liên lạc Bắc Bara. Tinh Sa ra lệnh. Một đạo hư ảo nhân ảnh lập tức in hiển hiện, bóng người này có cao 3 mét, toàn thân làn da màu xanh, tướng mạo dữ tợn, trên mặt còn có vô số răng khắp nơi, tựa như con rết một dạng vết sẹo. Hoàng nữ điện hạ. Bắc Bara đi đầu thí lễ, nhìn qua Tinh Sa uyển chuyển thân thể, con ngươi tựa hồ mang theo một tia trầm mê. Ca gia, hắn ở đâu? Tinh Sa mở miệng. Liền ở trong cự giải tinh hệ, hành tinh Alpha phụ cận. Bác Bara vội vàng nói. Rất tốt, ta đến ngay. Tinh Sa tắt máy truyền tin, thần sắc thoáng có chút kinh ngạc. Tựa hồ mấy năm trước đó, chính mình còn lôi kéo qua Ca gia, nhưng không có nghĩ đến, đối phương thậm chí có vượt qua Sa Tâu thiên phú. Sa Tâu thời điểm chết, vẫn như cũ là hồng cự tinh cấp. Mà Ca gia, bây giờ đã là trung tử tinh cấp. Cái này kéo ra chênh lệch. Tựa hồ cái gì không hiểu thấu sự tình, đều tại mấy năm gần đây xuất hiện. Tinh Sa thăm thẳm thở dài một tiếng, đen kịt sao nơi chôn trên không pháo đài ở trong. Bác Bara vừa mới tắt máy truyền tin, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Phốc, một thanh kiếm khí bỗng nhiên từ bộ ngực hắn đưa ra ngoài. Làm sao có thể? Thân thể của ta, vậy mà lại bị kiếm xuyên qua. Làm trung tử tinh tiên Bác Bara hoàn toàn khó có thể tin, còn có cái này đột nhiên tập kích. Quanh người hắn lực hút bộc phát. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phá hủy Robotech. Một viên đen kịt sao nơi chôn hiển hiện, tiếp theo hóa thành Bác Bara bộ dáng. Phương Tịch cầm trong tay trung tử tinh kiếm, hơi có chút kinh ngạc, ngươi vậy mà không chết. Không đúng. Vừa rồi một kiếm kia, không có đâm xuyên ngươi tinh hạch. Hắn lúc này, một bộ áo xanh, tiên phong đạo cốt, dùng chính là bản tôn thiếu niên hình tượng, ở trong tay cầm, chính là thanh kia trung tử tinh kiếm. Đây cũng là kiếp trước lớn nhất di sản. Còn cái kia 36 triệu tài khoản ẩn danh tiền tiết kiệm, cùng hoàng tử 100 triệu tiền vốn cùng về sau chính mình vay mượn số lượng so sánh, đơn giản chẳng phải là cái gì. Nói trở lại, hoàng gia ngân hàng tổng bộ ngay tại đế vương tinh, lần này như bị đánh phế bỏ, chẳng phải là nói ta vay không cần trả lại. Phương Tịch suy nghĩ không hiểu có chút tung bay. Hắn lần này trước mang theo văng ghe khảo sát hàng tinh, sau đó liền lén lút trở về, vốn là coi trọng nơi này sao nơi chôn. Nhưng không có nghĩ đến, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu vị này Bác Bara bán hắn, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Đối diện, Bác Bara trên thân hiện ra đen kịt bí văn, thần sắc dữ tợn, ngươi là ai, dám đánh giết một vị đế quốc phòng giữ tướng quân. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn còn tốt hắn là, trong vũ trụ một loại đặc thù chủng tộc, có kỳ dị thiên phú, có thể ẩn tàng tự thân mệnh tinh, nếu không vừa rồi bỗng chốc kia liền đã bị thương nặng, ta tự nhiên là một vị hải tặc a. Phương Tịch cười ha ha một tiếng, phi kiếm trong tay một chém. Đinh! Nơ tròn kiếm bộc phát ra khó có thể tưởng tượng kiếm quang, kinh khủng lực hút phô thiên cái địa. Càng thêm đáng sợ là, trong kiếm quang kia, vậy mà giống như mang theo một chút không hiểu đồ vật, từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc hiển hiện, dĩ nhiên khiến hư không đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Bốn phía tựa như biến thành một tòa lồng giam, dù là tia sáng đều khó mà đào thoát. Thời không khái niệm. Hắc động đặc thù. Bác Bara lúc này hãi nhiên không gì sánh được đứng lên. Đây là nơi nào tới yêu nghiệt? Có được thời không khái niệm chỉ sợ tấn thăng hắc động tiên vô cùng dễ dàng a. Trong lòng của hắn một cái ý niệm trong đầu còn chưa hiện lên,
đầu lâu lại bay lên. Như thế chỉ biết là lực lớn gạch bay trung tử chiến tiên, bằng vào trong tay đẳng cấp tương đương trung tử tinh kiếm, Phương Tịch đã có thể nhẹ nhõm giải quyết. Không đến bao lâu, một viên đen kịt sao nơ trôn hiển hiện, bác Bara mệnh tinh, tăng thêm Phương Tịch sao nơ trôn, còn có dưới chân viên kia. Ba viên sao nơ trôn làm lấy không quy luật tam thể vận động, tiếp theo phi tốc tiếp cận, lẫn nhau cắn nuốt. Một phương tinh vực này hết thảy, đều đang không ngừng hướng trung tâm tập trung, cuối cùng hội tụ ở Phương Tịch hỏa vũ tinh phía trên. Đen kịt sao nơ trôn có chút nhất chuyển, lại khôi phục thành Phương Tịch bộ dáng. Ai, từ hôm nay trở đi, đế quốc hồng cự tinh cấp tốt nhất tấn thăng chi địa liền không có. Hắn thở dài một tiếng, nhưng không có cái gì chột dạ ý tứ. Đế quốc Lanikania, thế nhưng là Phoenix bộ tộc. Làm hoàng tử, hắn có được tự nhiên quyền kế thừa. Dùng kiếp trước lời nói, cái này gọi nhi tử trộm cha không tính tặc. Nghĩ như vậy, quả nhiên ta vẫn là quá mức nhân từ. Phương Tịch hóa thành lưu quang, lại đi tới một viên hành tinh trước đó. Viên này hành tinh có mấy viên hành tinh quay chung quanh chuyển động, trên đó cũng không có cái gì sinh mệnh có trí tuệ, hợp thành một cái nho nhỏ hệ hành tinh. Hắn thân thể nhất chuyển, lập tức hóa thành một viên sao nơ trôn, bắt đầu tham lam thôn phệ lấy hết thảy. Đế vương tinh, một đóa mây lượng tử bao khỏa hơn phân nửa tinh cầu, khiến cho người thấy không rõ trong đó phát sinh hết thảy. Từng chiếc tới lui hải tặc vũ trụ phi thuyền bỗng nhiên nổ tung. Zoro đi theo phía sau Nichi, còn có từng vị khí tức cường đại không gì sánh được hắc động tiên, nhìn chăm chú lên viên này trở nên thần bí tinh cầu. Ở trong đó, liền bao quát lúc trước bị tạm thời cách chức viện khoa học hoàng gia viện trưởng. Chúng ta, phải chăng làm sai? Liên lạc chủng tộc cùng tinh thú, lại do bọn hắn dẫn vào ngũ đại đoàn hải tặc. Đế vương tinh xem như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một tên hoàng tộc lão nhân có chút không đành lòng. Nếu không như vậy, Livy tất nhiên sẽ đột phá vũ trụ quy nhất giả cảnh giới, đem chúng ta tồn tại đều về không. Livy Phoenix, chính là vị kia vũ trụ đại đế chân chính danh tự. Nichi hừ lạnh một tiếng, điện hạ, nên hạ quyết định, phụ hoàng trạng thái. Còn chưa xác nhận a? Zoro dò hỏi. Hoàng đế bệ hạ bị 5 vị hắc động tiên vây công, cùng đối phương tiến nhập lượng tử dây dưa trạng thái. Bây giờ bao phủ đại bộ phận đế vương tinh mây lượng tử. Chính là bọn hắn đấu tranh thể hiện. Cái này đã coi như là một loại vũ trụ kỳ quan. Nichi nói, trừ phi chúng ta lại đột phá một lần, từ càng thêm cao duy thị giác, có lẽ mới có thể quan trắc trận đại chiến này. Đã như vậy, làm phiền viện trưởng vận dụng vũ khí, đem đế vương tinh hủy diệt đi. Zoro lại là khoát khoát tay, giống như vô tình nói. Đế vương tinh làm đường kính mấy năm ánh sáng tinh cầu khổng lồ, ngược lại là có thể là mục tiêu. Nhưng dẫn dắt vũ trụ triều tịch, bố trí tương đối rườm rà, cần 3 cái ngày vũ trụ. Một tên râu bạc lau nhà lão già trả lời. Vậy thì chờ 3 cái ngày vũ trụ. Zoro nói, lấy vũ trụ hải ngũ đại hoàng giả cho phụ hoàng chôn cùng, cũng không tệ. 3 cái ngày vũ trụ đằng sau, cự giải tinh hệ. Tinh xa dẫn đầu hạm đội, tại hóa thành hư vô sao nơ trôn phụ cận quanh quẩn một chỗ. Bác Bara vậy mà chết rồi. Tinh xa mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, là ai giết hắn, chẳng lẽ là Kara. Căn cứ bác Bara sau cùng đưa tin, là một tên xa lạ trung tử tiên. Hư hư thực thực hải tặc vũ trụ. Một tên thủ hạ bẩm báo. Hải tặc vũ trụ thật giống như côn trùng một dạng, từ nơi nào cũng có thể xuất hiện. Có thể đánh giết bác Bara, nên là uy tín lâu năm trung tử tinh cường giả, nên không phải Kara. Được rồi, Kara đến tột cùng ở nơi nào? Tinh Sa cũng không quên chính mình nhiệm vụ trọng yếu nhất. Dựa theo ngành tình báo tin tức, Kara đã đến thiên toản tinh. Một tên thủ hạ lập tức báo cáo. Lục hoàng tử Zoro thu được đế quốc một đám đại lão duy trì. Liền ngay cả ngành tình báo đều trực tiếp đầu nhập vào. Tra được những này, là 10 phần thuận tiện sự tình. Thiên toản tinh. Tinh Sa lập tức nhìn thấy giới thiệu, đây là một viên kim loại nặng tinh cầu. Trên đó 90% đều là hoàng kim, bạch kim các loại kim loại, còn có đại lượng kim cương. Hắn đến đó làm cái gì? Tinh Sa mang theo một tia nghi hoặc. Trong vũ trụ, hoàng kim, kim cương cũng không tính giá trị gì quá cao đồ vật. Đồng thời, thiên toản tinh là một viên khoáng sản tài nguyên phong phú tinh cầu. Đã sớm bị đế quốc nhìn chúng, do hoàng gia khai thác mỏ công ty thu mua. Trên lý luận mà nói, dù là hoàng tộc cũng không thể nhúng tay. Được rồi, vừa vặn tới gần, lập tức khởi hành. Ầm ầm. Một chi hạm đội cấp tốc xông vào một tinh vực, đi vào thiên toản tinh phụ cận. Tìm được. Tinh Sa nhìn thấy trên máy quét phát hiện Kara phi thuyền, trên mặt lúc này nổi lên vẻ vui mừng. Nhưng sau một khắc, đôi mắt đẹp của nàng bỗng nhiên trừng lớn. Đế vương tinh. Ầm ầm. Hai đại siêu đám thiên hà va chạm nhau, dẫn động vũ trụ triều tịch giống như một dòng lũ lớn, cọ rửa qua đế vương tinh. Lần này vũ trụ triều tịch khoảng chừng 10 mấy năm ánh sáng độ cao, tùy tiện che mất đế vương tinh. Mênh mông vô tận xạ tuyến khuấy động mà qua,
khiến cho đế vương tinh không ngừng băng liệt, giải thể. Vô số đế quốc con dân tại thời khắc này hôi phi yên diệt. Cái kia một đoàn mây lượng tử tựa hồ cũng bị vũ trụ triều tịch lôi cuốn, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến triều tịch qua đi, hết thảy cũng đều khôi phục lại bình tĩnh. Mây lượng tử biến mất. Nhìn thấy một màn này, do râu trên mặt nhanh chóng lướt qua vẻ vui mừng. Năng lượng ba động đều biến mất. Viện khoa học hoàng gia viện trưởng ai thán một tiếng, bệ hạ, đi. Lập tức thông chi đế quốc các đại tinh hệ, tuyên bố hoàng đế bệ hạ qua đời tin tức, lục hoàng tử do râu kế vị. Đế quốc vạn tuế. Do râu bệ hạ vạn tuế. Một đám người hoan hô lên. Bỗng nhiên, tất cả mọi người vui sướng dáng tươi cười đều cứng ngắc ở trên mặt, giống như từng màn ngưng trệ kịch bản. Văn sao công tác ra bảo hôm nay đi một chuyến bệnh viện, đổi mới đã chậm, thật có lỗi. Chương 1084, Hắc động tiên, Thiên toản tinh. Phương Tịch khoanh chân, ngồi tại trong vũ trụ. Tại quanh người hắn, hắc ám ẩn ẩn ba động, tựa hồ bị bóp méo thời không. Không hiểu, một cỗ cường đại hấp lực tạo ra. Tiếp theo, viên kia tinh cầu lại bị lỗ đen bắt được, tự động tiến vào trong lỗ đen, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Lỗ đen diễn biến. Nhìn thấy một màn này, Tinh Sa khó có thể tin ra miệng. Nàng vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến, chính mình chỉ là theo đuổi bắt một vị trung tử tinh cấp hoàng tử, vậy mà có thể nhìn thấy một vị hắc động tiên tấn thăng. Hắc động tiên sừng sững tại vũ trụ hải tất cả cường giả đỉnh, tại đế quốc, tất là cự đầu, tại vũ trụ hải, chính là hổ do cấp bậc hải tặc hoàng giả. Loại tồn tại này, làm sao có thể? Tinh Sa muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Phốc phốc. Từng đạo kinh khủng gamma xạ tuyến chảy mãnh liệt mà qua, hình thành gamma xạ tuyến bạo. Ầm ầm, một chiếc tiếp một chiếc phi thuyền nổ tung, hài cốt không bị khống chế hướng lỗ đen mà đi. Hắc động tiên, vậy mà liền như thế xong rồi. Phương Tịch đồng dạng hơi kinh ngạc. Dù là ngưng tụ thời không khái niệm, lại lượng lớn thôn phệ sao nơi chôn cùng hành tinh, nhưng có thể tùy tiện đột phá hắc động tiên cảnh giới, vẫn như cũ làm hắn cảm thấy vui mừng. Bây giờ tam đại thân ngoại hóa thân bên trong, ta tuyệt đối là đệ nhất. Thậm chí có thể trở thành bản tôn át chủ bài cùng bí mật chiến lực. Một tôn hắc động tiên như đặt ở chân tiên giới, đó cũng là thỏa thỏa thời không đạo quân cấp bậc. Phương Tịch cảm ứng được từ trong nhà tử tinh lần nữa đổ sụp, tạo thành một viên thời không kỳ điểm. Thậm chí, liền ngay cả linh hồn của hắn cùng cái kia một tia hư ảo chân linh, cũng không khỏi tự chủ đầu nhập trong đó. Hắc động tiên tiêu chí, ngay tại ở hình thành thời không kỳ điểm. Cường đại lực hút đủ để vặn vẹo thời không, thậm chí ngay cả linh hồn đều có thể bắt được. Thần hồn của ta bây giờ cùng thời không kỳ điểm hòa làm một thể, cơ hồ không có nhược điểm, không sợ bất luận cái gì đạo quân cấp đếm được thần thức công kích. Phương Tịch trên mặt nổi lên vẻ vui mừng. Cả hắc động tiên cường đại, là toàn phương vị. Chẳng qua hiện nay cũng chỉ là đuổi kịp bản tôn cảnh giới thôi. Hắc động tiên đằng sau, là đế quốc đều chưa từng xuất hiện qua cảnh giới. Dựa theo trước đó phỏng đoán, cần đem toàn bộ vũ trụ quy nhất, trở thành vũ trụ quy nhất giả. Hắn ngồi xếp bằng, yên lặng suy tư. Vũ trụ quy nhất, thôn phệ rất nhiều khái niệm. Hắc động tiên hướng lên, thật chẳng lẽ chỉ có con đường này. Có lẽ tại vũ trụ này là như vậy, nhưng ta khác biệt. Thông qua cùng nó đại thiên thế giới giao hội, tiếp thu ý kiến quần chúng giải quyết vấn đề, mới là chư thiên luân hồi đại đạo tinh túy chỗ. Hắc động tiên lại hướng lên, nên cần dung nạp rất nhiều khái niệm. Như vậy, có lẽ có thể đi đánh một trận đại việt thế giới gió thu, dù sao, đó là một cái, tại cửu phẩm thời điểm liền có thể khiêu động lực lượng pháp tắc thế giới. Phương Tịch sờ lên cái cằm, nổi lên vẻ mong đợi chi sắc, chỉ lấy lực lượng mà nói, chính mình đi qua, chỉ sợ là diệt thế cấp bậc đi. Mấy ngày sau, hành tinh Alpha, Ca Gia Điện Hạ, Văng Nghe nhìn thấy Phương Tịch tới, thần sắc lập tức trở nên không gì sánh được ngưng trọng, đế quốc tình báo mới nhất. Đế vương tinh bị vũ trụ triều tịch chôn vùi. Lục Hoàng tử, Ni Chi Nguyên Soái, Hoàng gia viện nghiên cứu viện trưởng các loại đại nhân vật tất cả đều mất tích. Phương Tịch bây giờ tấn thăng hắc động tiên, lại đem thực lực bản thân đều thu liễm, vẫn như cũ là trung tử tinh cấp khác năng lượng ba động. Nghe vậy lại là sắc mặt trầm ngưng, Lục Hoàng tử. Zoro a, bên kia tình huống thế nào? Tới gần đế vương tinh mấy cái tinh hệ đã mất đi liên hệ, thậm chí xuất hiện thoát đi nạn dân. Văng Nghe thần sắc trước đó chưa từng có đến nghiêm túc, bây giờ vũ trụ các nơi đều có thể kiểm tra đo lường, đến một loại kỳ dị hiện tượng vũ trụ bành trướng tốc độ, chậm lại. Ồ... Phương Tịch tiếp nhận báo cáo xem xét, lập tức cũng có chút kinh ngạc. Vùng vũ trụ này còn hết sức trẻ tuổi, bành trướng tốc độ là tốc độ ánh sáng vô tận lần, nhưng lúc này, đã hạ thấp gấp trăm lần tả hữu. Dựa theo mô hình này tính ra, chúng ta vị trí vũ trụ tại một cái ngày vũ trụ đằng sau, bành trướng tốc độ liền sẽ biến thành gấp đôi tốc độ ánh sáng, sau đó chính là giá trị âm, cũng chính là co vào. Phương Tịch nói, thật giống như
đế vương tinh chỗ xuất hiện một cái trước nay chưa có như lỗ đen. Lúc này, hắn lập tức liền nghĩ đến hắc động tiên đằng sau tiến hóa vũ trụ quý nhất. Thôn phệ toàn bộ vũ trụ, tập hợp tất cả khái niệm. Mặc dù không phải đạo tôn cảnh giới, nhưng chỉ lấy thực lực mà nói, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là chúng ta không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Đế vương tinh bên kia, tuyệt đối phát sinh cực kỳ khủng bố sự tình. Văng nghe cười khổ một tiếng trả lời. Chuẩn bị cho ta vũ trụ quan trắc dụng cụ, ta muốn đích thân làm thí nghiệm. Phương Tịch nhíu nhíu mày, nhưng lại rất nhanh giãn ra. Đối với hắn mà nói, dù là vùng vũ trụ này sắp bị quy nhất, cũng không có cái gì thật là sợ. Dù là lúc này bứt ra mà đi, cũng đã là kiếm bộn rồi. Chí ít, cái này một bộ thân ngoại hóa thân thực lực, đã thỏa thỏa đạt tới đạo quân cấp số. Tương đương với bản tôn tế luyện ra một tôn đạo quân cấp đếm được phân thân. Đại Việt thế giới, âm thiên tử, thiên mẫu, võ tổ, thủy tổ. Ngõ nhỏ chỗ sâu, gạch xanh ngói xanh đại phòng bên trong. Phương Tịch ngồi xếp bằng, lặng yên suy nghĩ những thần chỉ kia tên. Thế này muốn có đại thành tựu, nhất định phải bái thần. Bây giờ ta, đã là ngũ phẩm thiên sư, lại hướng lên cao đến tứ phẩm vũ hóa tiên, là một đại môn hạng. Cái khác người tu hành, tại lục phẩm, thất phẩm thời điểm, chỉ sợ cũng nhịn không được bái thần. Có thể kiên trì đến ngũ phẩm, đều ít càng thêm ít, tứ phẩm vũ hóa tiên đằng sau, ta tuyệt đối có thể hoàn toàn khống chế lực lượng pháp tắc, đáng tiếc. Mưa gió sắp đến a, Phương Tịch thở dài. Mặc dù trong thành giống nhau thường ngày, nhưng hắn lấy ra mấy đồng tiền, ném vào trong mai rùa, nhẹ nhàng lay động, tiếp lấy hướng trên mặt đất ném đi. Đây là thiên sư kỹ năng quy thể chi thuật, có thể thông qua mai rùa đồng tiền hoặc là thệ thảo tiến hành bói toán, thu hoạch được chính xác trả lời chắc chắn. Nhìn qua trên mặt đất vẩy xuống đồng tiền, hắn lại là không ngoài dự liệu khẽ cười một tiếng, thập diện mai phục. Cũng là thú vị. Trấn Dị Ti, Trương Long Dực đi vào nha môn, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hắn vẫn như cũ là cửu phẩm võ phu, linh giác không cao, nhưng ở nơi đây ở lâu, luôn có một chút thần mà minh chi dự cảm. Trương đại nhân. Ừm. Một vị nha dịch đâm đầu đi tới, cúi đầu khom lưng chào hỏi. Hết thảy, lại tựa hồ cùng bình thường cũng không khác biệt gì. Trương Long Dực sờ lên đầu, như có điều suy nghĩ đi vào gian phòng. Trong phòng, bày biện cũng cùng trước đó không khác nhau chút nào, chỉ là trên vách tường, thêm ra một bức tranh chụp. Tại họa chụp bên trong, thì là một mảnh âm trầm thành trì. Bạch cốt trải đất, ác quỷ hiện hình. Cấu thành một bức uổng tử thành chi đồ cảnh. Tại uổng tử thành chỗ sâu, còn cần tranh thủy mặc thủ pháp, khiến cho người cảm giác phẳng phất đang ngủ say cái gì quái vật khổng lồ. Đó là, Trương Long Dực lập tức cảm giác có chút hỗn loạn, tiếp theo một cái giật mình, giống nhau thường ngày bắt đầu làm việc. Gần nhất ngoài thành tiểu khê thôn có hồi yêu là loạn, nên phái dị nhân thanh lý. Tiểu phương cũng không tệ xuất thủ mấy lần. Không một thất thủ. Trương Long Dực khóe miệng phác họa ra vẻ mỉm cười. Trải qua mấy năm, hắn cùng Phương Tịch tư giao rất tốt, đồng thời biết được đại chất tử này đã tấn thăng bát phẩm. Có thể tính là tòa thành nhỏ này Trấn Dị Ti bên trong có vài cao thủ. Mặt trời chiều ngã về Tây. Trương Long Dực đi ra Trấn Dị Ti, trở lại võ tổ miếu. Miếu thờ thâm thúy. Hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại, đi vào võ tổ đường bên trong. Võ tổ miếu tế tự chính là võ tổ. Nhưng ở điện đường phía trên, nhưng cũng không có cái gì tượng thần mộc điêu. Duy nhất bàn thờ phía trên, treo một bức tranh chữ. Tranh chữ bên trong, chỉ có một cái rồng bay phượng múa chữ võ. Như tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện cái này chữ võ tựa hồ biến thành một cái quyền giá, từ đó có thể diễn hóa xuất các loại võ nghệ, thậm chí hóa thành một đạo hình người. Này hình người uyên đình nhạc chỉ, hàm hung bạt bối, tay vượn eo ong. Nâng màu vàng cánh tay, khuất luân ngũ chỉ, hóa thành một quyền. Vô lượng quang. Vô lượng thọ. A. Trương Long Dực a một tiếng, quỳ một chân trên đất, thần thái vặn vẹo mà thống khổ, trên thân gân xanh tựa như con giun, từng cây nhảy lên. Ô a. Bỗng nhiên, hắn nôn mửa một tiếng, phun ra từng ngụm ô uế cùng nước vàng. Tại những này nước vàng bên trong, còn có từng mai lớn chừng quả trứng gà trứng, bên trong tựa hồ còn có trái tim đồng dạng, đang không ngừng rung động. Trương Long Dực bỗng nhiên hoàn toàn khôi phục thanh minh, ánh mắt từ mờ mịt trở nên thanh tỉnh. Ta nhớ ra rồi. Uổng tử thành, âm thiên tử. Hắn nhìn về phía Phương Tịch vị trí, trong đôi mắt không khỏi hiện ra một tia phức tạp. Bái tạ võ tổ. Chợt, Trương Long Dực quỳ trên mặt đất, thành kính dập đầu đứng lên, ngoài thành. Tiểu khê thôn. Cửa thôn có phụ nhân giặt hồ quần áo thỉnh thoảng có hai đồng vui cười đùa giỡn. Nhìn tựa hồ cùng lúc trước cũng không cái gì khác biệt. Nhưng ở trong thôn, lại là mang theo một loại bầu không khí quỷ dị. Công công. Thiên La Địa Võng đã bố trí xuống, lần này tuyệt đối vạn vô nhất thất. Một tên thái giám áo bỏ tím ngồi ngay ngắn bàn đọc sách đằng sau, hai tóc mai sương nhẹ, cầm trong tay bút son, mang theo một loại trầm tĩnh khí chất. Tại hắn phía trước,
rất nhiều áo bào đỏ thái giám thậm chí quan võ đều túc nhiên nhi lập. Lần này việc phải làm, chúng ta cũng không nhiều lời. Long Lăng cảnh báo, có vọng khí sĩ gặp trong thành này có thiên tử chi khí. Thái giám áo bào tím buông xuống chén trà, nói mỗi một chữ đều làm người ở chỗ này trong lòng nghiêm nghị. Lúc đầu thiên tử Tiềm Long cũng không có cái gì, bản triều cũng không biết từng giết bao nhiêu, nhưng cùng thế ngoại chi thần cấu kết, liền khiến người bất an, lần này lùng bắt tà đế từ sự tình. Do chúng ta chủ trì, các ngươi ai dám lãnh đạm, để cuối cùng thất bại trong gang tấc, chúng ta lột da cát của các ngươi. Công công, đã xác nhận mục tiêu, tượng thần đều có phản ứng. Lúc này, một tên gã sai vặt ăn mặc người tiến đến, cung kính nói vài câu. Khâm Thiên dám dùng bồ câu đưa tin, thế ngoại chi thần có dị động. Lúc này, lại có một tên quân sĩ tiến đến, hành lễ quỳ xuống, đưa lên một phần tình báo. Được. Hảo hảo, đều cùng đến một lúc, quả nhiên tà đế tử cùng ngoại thần có cấu kết. Thái giám áo bào tím âm lãnh cười một tiếng, nhìn qua một tấm kia lời ghi chép phía trên danh tự phương tịch. Căn cứ trước đó bói toán cùng tình báo tổng hợp, người này ẩn tàng rất sâu, thậm chí có lẫn lộn thiên cơ chi năng, tuyệt đối không thể lãnh đạm. Đại Việt là cái hết sức kỳ quái thế giới, khả năng phổ thông bộ khoái điều tra lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cuối cùng liền có thể liên lụy ra một tôn tà thần. Lại càng không cần phải nói đại sự như thế, lúc này tất cả mọi người là thần sắc nghiêm nghị, tuân mệnh. Chương 1085, tà thần đại loạn đấu. Hôm sau, Phương Tịch chậm rãi đi ra nhà mình tiểu viện, chuẩn bị đi tiểu khê thôn chấp hành nhiệm vụ. Đúng lúc này, lỗ tai hắn khẽ động, nâng tay phải lên. Một viên nê hoàn liền rơi vào lòng bàn tay. Bóp nát đằng sau, chỉ thấy một tấm trong đó tờ giấy, phía trên ẩn ẩn viết một nhóm chữ. Xem ra, những này thế ngoại chi thần ở giữa, cũng không phải tấm sắt một mảnh a. Phương Tịch khẽ cười một tiếng, trong tay tờ giấy không gió tự cháy, hóa thành cho tàn. Hắn đi ra thành trì cửa lớn, không đến bao lâu, liền đến tiểu khê thôn bên ngoài. Thôn sương mù mông lung, bên dòng suối nhỏ bên trên có mấy tên thôn phụ, ngay tại hoán xa. Nhưng lúc này, các nàng tựa hồ đã lặp lại động tác này không biết bao lâu, dù là hai tay máu me đầm đìa, ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt, đều không có từ bỏ. Phương Tịch nhìn thấy một màn này, trong tay lúc này hiện ra mấy tấm phù lục. Thiên sư lập tức tuân lệnh, đi. Hắn cong ngón búng ra, một tấm bùa chú bốc cháy lên, hỏa hoa bắn về phía cái kia mấy tên thôn phụ, ở giữa không trung vậy mà hóa thành từng đạo trời hạn gặp mưa. Từ giữa không trung rơi xuống, từng tia từng sợi nước mưa chui vào cái kia mấy tên thôn phụ thể nội, dĩ nhiên khiến bàn tay của các nàng phi tốc khép lại. Tiếp theo, những này thôn phụ lại bắt đầu nhao nhao quỳ xuống đất nôn mửa liên tục, nước vàng bên trong hỗn tạp từng mai đen kịt trứng trùng. Các nàng nhìn thấy một màn này nhao nhao rít gào lên, tiếp theo hoảng hốt chạy bừa thoát đi thôn. Tựa hồ đang thôn bên trong, ẩn giấu một loại nào đó khó mà miêu tả khủng bố, khiến cho các nàng vô ý thức rời xa. Giống. Bỗng nhiên, một gian thôn xá cánh cửa bị đụng bay, một bóng người vọt ra. Bóng người này mặc phổ thông thôn dân quần áo, nhưng trên thân làn da thối rữa, đôi mắt huyết hồng, tựa như từng bộ zombie. Nhưng lại hết lần này tới lần khác lực lớn vô cùng, hành động mau lẹ, hướng về Phương Tịch đánh tới. Hành thi! Phương Tịch nhịn không được đậu đen rau muống, uy. Cái này đã vượt qua chấn dị ti nhiệm vụ hạn độ A. Hắn tay trái hướng trong ngực một chảo, một thanh hạt đậu liền ném ra ngoài. Những hạt đậu này bám rễ sinh trồi, cấp tốc sinh trưởng, thành thục. Từng cái bàn tay lớn màu vàng xông ra, tiếp theo là hất lên màu vàng đất khôi giáp thân thể, đeo quần giáp đùi. Rõ ràng là từng bộ hoàng cân khôi lỗi. Đây cũng là ngũ phẩm thiên sư năng lực tác đậu thành binh. Từng bộ hoàng cân lực sĩ khôi lỗi gào thét, cầm trong tay trường mâu, giáo ngắn nhóm vũ khí, hình thành trận liệt, cùng hành thi triều va chạm vào nhau. Phốc phốc, cái kia màu vàng đất trường mâu tùy tiện đến cực điểm đâm xuyên hành thi phòng ngự. Đưa chúng nó từng cái bốc lên. Dù là thực lực đối phương tương đương, nhưng năm bè bảy mảng hành thi hiển nhiên cũng không phải binh nghiệp trận liệt đối thủ. Hừ, tà ma ngoại đạo, nhận lấy cái chết. Phương Tịch lạnh giọng một tiếng, đạp cương bộ đấu, vẫy tay một cái, liền có từng đạo lôi đình hiển hiện. Gió nổi lên, cuồng phong gào thét, mưa rơi, mưa rào suối xả, lôi đến, thiên sư chi hô phong hoán vũ, nắm giữ ngũ lôi, xoẹt xẹt. Từng đạo lôi đình màu tím oanh kích mà xuống, đánh tan một gian phòng ốc, khiến cho một tên cầm trong tay khốc tăng bổng, mang theo đen kịt mũ cao dáng người thon gầy bóng người nhảy ra ngoài, âm thiên tử chó săn. Phương Tịch cười ha ha một tiếng, quả nhiên, những năm này ta không ngừng hao lông cừu, để cho các ngươi triệt để kinh a. Trong lòng hắn, ẩn ẩn còn có một cái suy đoán. Đại Việt thế gian, nếu là phổ thông hoàng triều, làm sao có thể tại nhiều như vậy quỷ dị phía dưới duy trì thống trị? Bởi vậy hoàng triều tất nhiên cũng cùng thế ngoại chi thần có chút quan hệ. Thậm chí, nói không chừng đương kim hoàng thất, chính là chân chính tà thần huyết mạch.
Dù sao Âm Thiên Tử tên, quả thực rất dễ dàng làm cho người sinh ra liên tưởng. Lúc này, hắn năm ngón tay duỗi ra, trong nháy mắt khống chế âm lôi, dương lôi, không lôi, hỏa lôi, thủy lôi năm loại lôi pháp, hóa thành một cái lôi đình bàn tay. Một chưởng rơi xuống, vô số hồ quang điện bật lên. Vị kia cầm trong tay khốc tăng bổng gậy trúc nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân hiện ra từng đạo cháy đen vết tích, trong tay khốc tăng bổng trong nháy mắt đứt gãy, biết gặp phải cường địch. Các ngươi không còn ra, lão phu liền đi. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, cách đó không xa dòng suối nhỏ nổ tung, một bóng người đập ra, thân hình tựa như chim én xét nước, khí huyết lại là nếu như đại nhật lò luyện, rõ ràng là một vị ngũ phẩm võ đạo tông sư. Lúc này đối phương nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí huyết bộc phát, đấm ra một quyền, quyền ý trùng trùng điệp điệp, giống như một tôn cự đỉnh, từ trên trời giáng xuống, đóng đô sơn hà. Võ đạo tông sư chi quyền trấn sơn hà. Dưới một quyền này, nguyên bản kết trận phòng thủ hoàng cân lực sĩ khôi lỗi vậy mà toàn diện. Không chỉ có như vậy, tại bóng ma bên trong, lại có một đạo tiếng địch vang lên. Một tên áo xanh suy địch nhân lặng yên hiện thân, quanh thân hiện ra một cái lại một cái kỳ dị bàn tay. Những này bàn tay có 6 cái ngón tay, mỗi một cây giữa ngón tay lấy màng thịt tương liên, bỗng nhiên bay ra. Mỗi một cánh tay hướng về phương tịch vồ bắt, đều làm hắn cảm giác tự thân tự hồ ném đi một ít gì đó. Mới ngũ phẩm, không đủ tư cách a. Phương tịch cười ha ha một tiếng, phất tay chấn động rớt xuống ra từng kiện kỳ dị vật phẩm. Những vật phẩm này đã có tàn phá thanh đằng mặt nạ, cũng có không biết tên xương thú, chỉ còn lại có một nửa cờ xí. Một đạo lại một đạo quỷ quyệt năng lực hiển hiện. Tăng thêm hắn thiên sư chi đạo bản thân biến ảo vô tận, trong nháy mắt đem cái kia tam đại ngũ phẩm cao thủ áp chế, không biết trong mật thất. Áo bào tím đại thái giám hết sức chăm chú, nhìn chăm chú trước mặt một mặt gương đồng thau. Trong gương, rõ ràng là Phương Tịch cùng nó tu sĩ đấu pháp chi chẳng diện. Không hổ là tà đế tử, chỉ là mấy năm liền tấn thăng ngũ phẩm, đồng thời còn có thực lực như thế. Áo bào tím đại thái giám thở dài một tiếng, bởi vậy mới không thể để cho hắn tấn thăng tứ phẩm. Còn lại áo bào đỏ thái giám cùng quân sĩ không biết, hắn lại là đọc qua hoàng thất tàng thư, biết được một chút bí ẩn. Thế này bên ngoài, còn có minh thế, võ giới rất nhiều vĩ độ. Bình thường mà nói, bái thần người tu hành đến tứ phẩm, liền căn bản khó có thể chịu đựng cùng bản thân sùng bái thần chỉ lực hút, sẽ bị hút vào thế ngoại chi thần chỗ tiểu giới bên trong. Sinh mệnh bản chất đều phát sinh biến hóa, trở thành tà thần thân thuộc, như là đã thành mặt khác giống loài, tự nhiên sẽ bị hiện thế bài xích. Dù là có thể mượn nhờ nghi quỹ, nghi thức ngắn ngủi giáng lâm, có khả năng đầu nhập lực lượng cũng sẽ nhận thiên địa áp chế, mặc dù vượt qua ngũ phẩm, nhưng cũng có hạn. Nhưng cái này tà đế tử hiển nhiên khác biệt có, được trở thành hiện thế tứ phẩm chi tiềm lực. Đến lúc đó, liền đối với Đại Việt thống trị tạo thành uy hiếp. Lúc này, tấm gương bên trong, chỉ thấy Phương Tịch thần sắc trầm ngưng, một chưởng đánh nát cái kia cầm trong tay khốc tăng bổng nam tử đầu lâu. Đã chết tốt, cũng coi là quốc tận chung, ngày sau lễ tang trọng thể cùng phong thưởng người nhà không thể thiếu. Áo bào tím đại thái giám vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua giết vào Tiểu Khê thôn, thậm chí hướng mình mà đến Phương Tịch, trên mặt lại nổi lên vẻ vui mừng. Bên ngoài cái kia tam đại ngũ phẩm, kỳ thật đều là mồi nhử. Dù là chính mình, cũng bất quá con rơi thôi. Đây chính là triều đình bài sơn đảo hải chi lực, bất kỳ người nào đều có thể hy sinh. Hắn tại trong tay áo một chảo, một phần thánh chỉ hiển hiện. Thánh chỉ này lấy tường vân thêu thùa gấm vóc làm chủ, lại toàn thân đen kịt, dài một thước, triển khai đằng sau rộng ba thước. Tại hai bên quyển trục chỗ, đều có hắc long hình dáng trang sức. Âm Thiên Tử chiếu viết, Sơn Hà xã tắc đồ, khải. Áo bào tím đại thái giám thanh âm sắc nhọn, cao giọng quát. Dưới vừa quát này, quanh người hắn huyết nhục cấp tốc biến mất, chỉ còn lại một bộ khung xương. Thậm chí liền ngay cả khung xương đều lấy cực nhanh tốc độ hóa thành tro bụi. Phương Tịch đột nhập Tiểu Khê thôn bên trong, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Dòng suối nhỏ kia, đá xanh phiến đá, thậm chí trong ốc xá giết ra đại Việt sĩ tốt. Đều tựa hồ biến thành kỳ dị hai chiều sinh vật. Rầm rầm. Không chỉ có là hoàn cảnh này, thậm chí hắn tự thân đều tựa hồ tại bị hàng duy. Như từ chỗ cực kỳ cao quan sát, liền sẽ toàn bộ Tiểu Khê thôn đều tựa hồ từ hiện thế bị tước đoạt, biến thành một bức tranh. Bức tranh này nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem Phương Tịch cuốn vào trong đó, chậm rãi thu nạp, tựa hồ hắn đã biến thành người trong bức họa. Dựa theo Phương Tịch lý giải, chính là tương đương với từ trong thế giới hiện thực bị hàng duy. Mà quyển họa chụp này bị một cái bạch cốt khô lâu bàn tay bắt lấy, nghiễm nhiên liền muốn rơi vào minh thế bên trong. Âm Thiên Tử chính chờ mong Phương Tịch đến. Âm Thiên Tử quả nhiên cùng triều đình có quan hệ, làm không tốt chính là bọn hắn lão tổ tông. Phương Tịch lúc này đứng trước phong ấn, thế mà còn có tâm tình suy nghĩ lung tung. Bỗng nhiên, cả tòa hắc trạch thành đều run rẩy một chút. Vô số hắc trạch chi thủy mãnh liệt mà lên sông hộ thành bay ra,
ở giữa không trung biến thành một đạo màn nước. Tại trên màn nước, một cái trong mắt đen nhánh chậm rãi mở ra. Thủy tổ. Từng đạo dòng nước vượt qua vũ trụ, giống như hóa thành trong suốt xiềng xích, một mực trói buộc chặt một cái kia minh thế duỗi ra bạch cốt cự thủ, bắt đầu tranh đoạt họa trục. Tại trong dòng nước, còn may mắn còn sống sót triều đình sĩ tốt cùng tu sĩ, đều tất cả đều huyết dịch bạo thể mà vong. Không chỉ có như vậy. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào bay tới một mảnh mây đen, che đậy nguyên bản ánh nắng. Tại trong mây đen, hiện ra một bộ to lớn vô cùng nữ tính thân thể. Nàng tướng mạo khí tức lại cổ quái, không đến mảnh vải, ngũ quan siêu siêu vẹo vẹo, càng mang theo một loại kỳ dị lực ảnh hưởng. Trên mặt đất, bất luận tu sĩ hay là phàm nhân, thậm chí súc vật, đều bị thể nội đản sinh nguyên thủy dục vọng trói buộc, bắt đầu điên cuồng phát tiết đứng lên. Thiên mẫu, âm thiên tử, thủy tổ, thiên mẫu. Thế ngoại tà thần đều cơ hồ tới đông đủ, đây là chuẩn bị mở nằm sắp A. Sơn Hà xã tắc đổ bên trong phương tịch đậu đen rau muống một câu. Món này kỳ dị vật phẩm năng lực hết sức kinh người, có thể đem trong bức tranh hết thảy hàng duy. Trên lý luận mà nói, hắn hẳn là ngay cả tư duy đều không thể động đậy. Nhưng phương tịch tự có đặc thù, vẫn như cũ duy trì lấy tư duy độ cao sinh động. Không chỉ có như vậy, hắn dù là bị lạc ấn tại họa trục phía trên, vậy mà cũng vô pháp quan trắc, càng không cách nào bị phân tích. Nhiều như vậy quyền hành, nhiều như vậy pháp tắc, nhiều như vậy khái niệm chi lực. Phương Tịch thì thào một tiếng, lộ ra một cái có chút điên cuồng dáng tươi cười, vậy ta liền không khách khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, lóe lên ánh bạc. Một bóng người hiển hiện. Đạo này bóng người tướng mạo tuấn mỹ không gì sánh được, có một đầu huyết sắc như thác nước tóc dài, cái trán mọc ra một cây nhọn màu vàng sừng nhỏ, chính là vũ trụ thế giới thân ngoại hóa thân. Hắc động tiên cấp bậc thân ngoại hóa thân. Phương Tịch nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên thân hóa lỗ đen. Thời không kỳ điểm hiển hiện, không hiểu chi lực triển khai. Cường tuyệt lực hút cùng chất lượng vặn vẹo không gian thời gian, thậm chí ngay cả linh hồn đều không thể thoát đi. Trời cùng đất đều tựa hồ đang vặn vẹo, hết thảy đều không thể nghịch chuyển hướng lỗ đen mà đi. Chương 1086, Vũ trụ tiên. Rầm rầm. Tại lỗ đen cường tuyệt lực hút phía dưới, Sơn Hà xã tắc đổ trong khoảnh khắc bị xé nứt. Thiên sư Phương Tịch hiện thân mà ra, tiếp theo lại lóe lên ánh bạc biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Ca Gia hoàng tử thân ngoại hóa thân đã thân hóa lỗ đen, tuyệt đối lục thân không nhận. Dù là thân ngoại hóa thân, bị cuốn vào lỗ đen làm không tốt đều phải chết. Ông, thời không kỳ điểm rơi vào âm thiên tử cánh tay bạch cốt phía trên, dập dờn mở vô tận gợn sóng. Thời gian, không gian tại thời khắc này bị cắt đứt, hóa thành một cái uy lực tuyệt luân thời không chạm. Âm thiên tử cánh tay bạch cốt trực tiếp đứt gãy, giống như tráng sĩ chặt tay đồng dạng, đầu nhập lỗ đen bên trong. Tử vong, mục nát. Linh hồn, thống ngự. Sau một khắc, Phương Tịch liền cảm giác xoắn nát đầu kia cánh tay bạch cốt đằng sau, có vô cùng vô tận khái niệm chi lực mãnh liệt mà đến, tràn vào tự thân thời không kỳ điểm nội bộ. Hắn hưng phấn mà gào thét một tiếng, một trưởng vỗ ra, hạch bình trưởng, bị thôi động đến viễn siêu trăm tầng hạch bình trưởng pháp, lúc này ở trong hư không chế tạo ra một trận kinh khủng bạo tạc. Kinh khủng ánh sáng và nhiệt độ xé rách màn nước, khiến cho một cái kia thủy tổ đôi mắt nổ tung, hóa thành đầy trời hắc thủy. Làm thủy tổ cô đọng chi hắc thủy, loại này đặc thù dòng nước có cực kỳ đặc thù hiệu quả. Mặc dù nhất phẩm dị nhân dính dáng tới đến, cũng sẽ dị thường phiền phức. Thậm chí bị trực tiếp ăn mòn, hóa thành một bãi nước mù, lại hoặc là biến thành thủy tổ thành kính tín đồ. Nhưng lúc này, lỗ đen kia lại tựa hồ như bao dung hết thảy, dung nạp hết thảy. Bất luận là âm thiên tử bạch cốt, hay là thủy tổ hắc thủy tiến vào bên trong, đều bị cấp tốc thôn phệ, phân liệt. Tiếp theo không ngừng áp xúc, rút ra các loại khái niệm chi lực. Phương Tịch nhẹ nhàng thổ tức, hô hấp của hắn hóa thành gamma xạ tuyến, đi tới vô cùng viễn trên bầu trời. Gamma xạ tuyến bạo, kinh khủng xạ tuyến đâm xuyên cái kia khổng lồ nữ thể, đem đối phương hóa thành vô số to lớn như núi huyết nhục, cái kia từng tòa núi thịt đồng dạng bị lỗ đen thôn phệ, mang đến huyết nhục, thai nghén các loại khái niệm. Trong lúc thoáng qua, tam đại thế ngoại chi thần bại lui. Phương Tịch thu thần thông, phát hiện cách đó không xa thành trì vẫn như cũ hoàn hảo sừng sững, không khỏi hài lòng gật đầu. Biết mình đối với lỗ đen lực khống chế miễn cưỡng coi như không tệ. Bản ý của ta, cho tới bây giờ đều không phải là thôn phệ hiện thế a. Hắn mỉm cười, lóe lên ánh bạc, ngũ phẩm thiên sư Phương Tịch hiện thân mà ra, mang theo hoàng tử Ca Gia thân ngoại hóa thân hóa thành hư vô, hai người lúc này đi vào một chỗ khó nói nên lời thế giới tử vong. Bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh, đại địa tựa hồ chỉ có hai màu trắng đen. Đây là minh thế, âm thiên tử chỗ một thế giới khác. Ở trong minh thế, không chỉ có lấy đủ loại tràn ngập tử vong vật liệu, còn có âm thiên tử bản tôn. Nhưng ở giờ khắc này, những này minh giới sinh vật xem như gặp vận rủi lớn. Lỗ đen hiển hiện kinh khủng lực hút phía dưới,
cái kia từng đầu minh giới sinh vật không tự chủ được đầu nhập trong đó, cho dù là tà thần dòng dõi, tại như lỗ đen thiên thể phía dưới, cũng lộ ra không gì sánh được nhỏ bé, chỉ có thể tất cả đều chặt đầu. Thậm chí, đến cuối cùng, liền ngay cả minh giới hết thảy, đều bị không ngừng đầu nhập trong lỗ đen. Minh giới căn cơ đều bị rung chuyển. Rầm rầm, đại địa nứt ra, bỗng nhiên toát ra hoàng trọc nước sông. Một tòa đen kịt thành trì hiển hiện, trong đó tràn đầy hài cốt cùng tử vong, chính là Uổng Tử Thành. Uổng Tử Thành bên trong, một tôn to lớn bạch cốt khô lâu sừng sững mà lên, nó thiếu một cánh tay, nhưng toàn thân đều mang chí tôn chí quý khí tức. Âm Thiên Tử. Ha ha, Phương Tịch cười lớn một tiếng, căn bản không có mảy may chiêu thức, pháp thuật. Chính là cổ động lỗ đen, trực tiếp đụng tới. Phàm là lỗ đen những nơi đi qua, không gian thời gian đều bị bắt lấy được, ngay cả tia sáng đều không thể thoát đi. Hắc động tiên mật độ, thậm chí viễn siêu trung tử tinh tiên. Hắn vứt bỏ hết thảy dư thừa động tác, chỉ có nhất là hung ác man hoang va chạm. Tại dưới lực lượng tuyệt đối dù là khái niệm chi lực cùng quyền hành, đều muốn triệt để vỡ nát. Ầm ầm, khổng lồ Âm Thiên Tử khung xương trong khoảnh khắc sụp đổ, bị lỗ đen một tiết tiếp một tiết hấp thu. Một tôn này thế ngoại chi thần thực lực cũng liền đạo quân cấp độ, hay là đạo quân bên trong yếu nhược. Mà hắc động tiên thì tương đương với một tôn tương đối cường đại đạo quân, lại có đặc thù thời không khái niệm tương trợ, chân thân càng là kiên cố không gì sánh được, lập tức phân ra thắng bại. Nương theo lấy lỗ đen không ngừng chuyển động, minh thế cái này nhất trọng thế giới cũng tại dần dần tiêu vong. Hiện thế bên trong, những cái kia khởi tử hoàn sinh pháp thuật, thậm chí hành thi nhất lưu bỗng nhiên khẽ giật mình, tiếp theo nhao nhao mất đi lực lượng, hóa thành xương khô cho tàn. Đại Việt, Hoàng Lăng, cổ đại nhà đế vương, coi trọng khai sơn là lăng, nhưng lúc này, đông đảo núi non lại là tất cả đều sụp đổ, khiến cho hộ lăng quân tổn thất nặng nề. Trong đế đô, dồn dập tiếng chuông vang lên, tỏ rõ lấy hoàng đế băng hà. Không chỉ có như vậy, trong hoàng thất, tà thần huyết mạch càng nồng đậm người, càng sẽ phải gánh chịu phản phệ, hạ tràng thường thường hết sức thê thảm. Hắc động tiên lại hướng bên trên, chính là vũ trụ quy nhất giả. Nhưng tự hồ, cũng không cần mở ngoại vũ trụ. Hắc động tiên tấn thăng con đường, cho tới bây giờ đều không có quy định chỉ có một đầu. Do tự thân thời không kỳ điểm kéo dài, tại nhà mình thể nội, mở hoàn toàn mới nội vũ trụ, tự hồ cũng là một loại con đường. Phương Tịch dù sao tu tập phỏng đoán nhất kiếm sinh thiên địa nhiều năm. Lúc này lại thôn phệ rất nhiều khái niệm, rốt cục có chỗ lĩnh ngộ. Địa tiên giới, yêu ma thụ dưới. Bản tôn nhìn qua trước mặt một thanh dần dần thành hình phi kiếm, cũng là mỉm cười, từ luyện kiếm đến vô địch thủ, luân hồi cửu cung tu di thành. Thanh phi kiếm này, rõ ràng là hắn xé rách thục sơn thế giới luân hồi bàn làm tài liệu, lấy nồng nặc nhất lực lượng pháp tắc, phối hợp tự thân đạo chủng chế tạo. Bởi vậy, phẩm chất còn muốn vượt qua phổ thông tiên gia phi kiếm một bậc, chân chính tiến vào đạo khí cấp độ. Mặc dù Phương Tịch cũng không đầu nhập quá nhiều tâm huyết, nhưng dù sao cũng là luân hồi bàn mảnh vỡ chế tạo. Loại này quy tắc ngưng tụ đồ vật, tự mang luân hồi pháp tắc, bởi vậy tiến vào đạo khí cấp độ xem như tương đối tùy tiện. Đi thôi. Lóe lên ánh bạc, một ngụm này luân hồi phi kiếm liền biến mất vô tung. Đại Việt thế giới. Độc giác tóc đỏ Phương Tịch, lại giết vào nhất trọng ngoại thế. Vô cùng vô tận hắc thủy cọ rửa mà xuống, hắn tựa hồ đi vào vũ trụ trong bầu trời cao, đối mặt một viên hoàn toàn do hắc thủy tạo thành tinh cầu. Nhưng nhìn thấy một màn này, hắn lại là mỉm cười, ta có một kiếm, còn xin đạo hữu thưởng thức. Hư hư hư, từng đạo kiếm quang tại quanh người hắn hiển hiện, ti thần, sinh tử, thái ất vô hình, đô thiên liệt hỏa, thanh hòa, thu thủy, thuần quân, thổ đức, bát kiếm cùng bay, là vì bát môn kiếm trận. Mà lúc này lóe lên ánh bạc, một ngụm đạo khí cấp bậc phi kiếm hiển hiện, chính là luân hồi phi kiếm. Bát môn tăng thêm luân hồi, thiên địa vũ trụ liền bắt đầu luân chuyển lưu động, là vì cửu cung, chính là số lớn nhất. Bởi vậy trận này, là kiếm sinh thiên địa đại trận. Một kiếm vung ra, tựa hồ có một phương đại thiên thế giới đang sinh ra, trưởng thành, đỉnh phong. Tiếp theo nghênh đón hủy diệt. Địa hỏa phong thủy, vũ trụ hỗn độn, trong nháy mắt bao phủ hết thảy. Đây cũng không phải là thiên kiếm lão nhân nhất kiếm sinh thiên địa, mà là độc thuộc về Phương Tịch nhất kiếm sinh vũ trụ. Ầm ầm. Dưới một kiếm này, thủy tổ chỗ tinh cầu trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Vô cùng vô tận khái niệm, tràn vào trong hắc động thời không kỳ điểm. Bên trong, tiếp theo giống như mở ra mặt khác nhất trọng vũ trụ. Đây là hắc động tiên phía trên hoàn toàn mới cảnh giới, mở tự thân nội vũ trụ, có lẽ có thể xưng là vũ trụ tiên. Tấn thăng vũ trụ tiên, lộ ra tương đối nhẹ nhõm. Cái này tự nhiên là bởi vì hắc động tiên tấn thăng 10 phần thuận tiện, chỉ cần không ngừng thôn phệ liền có thể. Huống chi, Phương Tịch trước đó còn có đại lượng nhất kiếm sinh thiên địa lĩnh ngộ, đối với mở tự thân nội vũ trụ tương đương có kinh nghiệm. Tại phương tiên thể nội, thời không kỳ điểm tựa như liên thông một giới khác. Ầm ầm.
đột nhiên vũ trụ nổ lớn phát sinh. Một cái hoàn toàn mới vũ trụ chính bộc phát, bành trướng. Tản mát ra so siêu tân tinh bạo tạc còn óng ánh hơn vô số lần hào quang. Cuối cùng mở ra hắc động tiên bên dưới tầng một lần. Mặc dù, khả năng ta đi nhầm, vũ trụ tiên chưa hẳn so ra mà vượt vũ trụ quy nhất giả cường đại. Nhưng đã tấn thăng vũ trụ tiên, tuyệt đối so với còn chưa tấn thăng vũ trụ quy nhất giả mạnh. Huống chi, ta chỉ là một cái thân ngoại hóa thân thôi. Dù là đi lầm đường, cũng không có cái gì. Phương Tịch mỉm cười, cái kia vô cùng vô tận hắc thủy bị thời không kỳ điểm hấp thu, thu được đại lượng liên quan tới nước tương quan khái niệm chi lực. Tiếp theo, tự thân nội vũ trụ bên trong, từng khỏa tinh cầu phía trên, không ngừng hiện ra các loại dòng nước cùng sông băng. Sinh mệnh. Hắn thì thào một tiếng, đem thủy tổ chỗ thế giới đều hấp thu, khiến cho một phương này hư giới triệt để tiêu tán. Tiếp theo, liền đi tới thiên mẫu chỗ một phương hư giới ở trong. Thiên mẫu chân thân, đồng dạng là một tôn lấy năm ánh sáng tính toán nữ thể, thậm chí ẩn ẩn so âm thiên tử, thủy tổ đều mạnh lên một bậc. Như Phương Tịch cái thứ nhất tới đây có lẽ còn cần kinh lịch một phen khổ chiến, mới có thể cầm xuống đối phương. Nhưng hắn lúc này, lại là mỉm cười, trong lúc phất tay, thuận tiện giống như mang theo một phương vũ trụ chi lực. Đại vũ trụ chi lực trùng trùng điệp điệp, chỉ là một chưởng, liền đem cái kia thiên mẫu chân thân oanh thành bã vụn, vô số huyết nhục bị hoàn toàn mới vũ trụ hấp thu, khiến cho từng khỏa tinh cầu phía trên, bắt đầu sinh ra sinh mệnh. Đại Việt thế giới. Phương Tịch thân hình hiển hiện, ánh mắt lại chuyển, nhìn về phía thế giới khác. Đại Việt thế giới cải tạo 10 phần kỳ dị, lấy hiện thế làm cơ sở, lại có rất nhiều thế ngoại chi thần lực lượng thẩm thấu mà vào, dựa vào hiện thế, hình thành cái này đến cái khác hư ảo tiểu giới. Lúc này, còn có mấy tầng tàn phá hư giới, hiển hiện ở trong mắt Phương Tịch, đều là không tệ tư lương a. Hắn gật gật đầu, lộ ra mỉm cười. Còn xin đạo hữu hạ thủ lưu tình, nếu không mặc dù có thể đều trừ bỏ Đại Việt thế giới tà thần xâm lấn, nhưng dị lực cùng dị nhân cũng sẽ biến mất. Ngược lại bất lợi cho thế giới phát triển. Lúc này, một bóng người hiện lên ở Phương Tịch trước người, lại là Trương Long Dực. Bất quá Phương Tịch ánh mắt lại thông qua Trương Long Dực, thấy được một cái cự đại chữ võ. Võ tổ. Phương Tịch gật đầu. Thế ngoại chi thần bên trong cũng không phải bền chắc như thép, tỉ như hắn hôm nay sáng sớm đi ra ngoài thời điểm, liền nhận được võ tổ nhắc nhở, xem như hướng hắn biểu đạt ra nhất định thiện ý. Chương 1087, liên thủ. Đạo hữu có thể giết đủ. Võ tổ cười tủm tỉm nói, còn chưa chúc mừng đạo hữu tu vi lại có đột phá. Nghe thấy lời ấy, Phương Tịch trong lòng chính là run lên, biết được võ tổ cảnh giới, nên còn muốn tại âm thiên tử, thủy tổ một đám tà thần phía trên. Còn xin đạo hữu chỉ giáo. Thần sắc hắn nghiêm túc, hỏi một câu. Tu vi đến ngươi ta loại trình độ này, đã khó mà giới định, mỗi lần đột phá, đều là ở phía trước không biết trong sương mù, bước ra một bước. Võ tổ chậm rãi mà nói, ẩn ẩn có giao lưu cùng đề điểm chí, bởi vậy mọi người con đường khác biệt, cũng không cần cưỡng cầu nhất trí, thích hợp bản thân, mới là tốt nhất. Đúng là như thế. Phương Tịch gật đầu. Tại phía kia vũ trụ thế giới bên trong, hắc động tiên lại hướng bên trên đột phá, liền có nhiều loại suy đoán. Bây giờ sự thật chứng minh, vũ trụ quy nhất con đường có thể thực hiện, mà mở nội vũ trụ, đồng dạng có thể thực hiện. Hắn vươn tay, một phương vũ trụ nhỏ liền hiện lên ở trên bàn tay, một cơn lốc xoáy giống như tinh vân xoay chậm chậm. Tốt! Võ tổ bày ra một cái quyền giá, một đạo trùng trùng điệp điệp quyền ý, vậy mà rơi vào phía kia vi hình trong thế giới, diễn hóa từng phương kỳ dị võ đạo thế giới. Tại những thế giới kia bên trong, đỉnh phong võ giả nhưng cầm bóp tinh thần, độc đoán vạn cổ. Đây là song phương tại giao lưu con đường tự thân. Sau một hồi lâu, Phương Tịch lắc lắc tay, vũ trụ nhỏ thình lình biến mất không còn tăm tích. Hắn hướng về võ tổ đi một cái đạo lễ, đa tạ đạo hữu. Bất quá là trao đổi lẫn nhau thôi. Võ tổ mỉm cười, còn muốn đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình tri ân. Xem ra đạo hữu chuẩn bị lấy vùng thế giới này thành đạo. Cũng được, giới này liền đưa cho đạo hữu. Phương Tịch cười ha ha một tiếng, lóe lên ánh bạc bên trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Võ tổ nhìn thấy một màn này, lại là không khỏi trầm mặc, tiếp theo thở dài, nguy hiểm thật. Trong chốc lát, một đạo cuồn cuộn quyền ý đi xa, chỉ để lại Trương Long Dực một người, nhìn qua phía trước một vùng phế tích, thần sắc mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Ta! Sau một khắc hắn nắm chặt nắm đấm, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, ta tấn thăng rồi. Hành tinh Alpha, đỉnh phong giả, chính là vì người đến sau mở đường. Lóe lên ánh bạc, Phương Tịch thân ảnh hiện lên ở một tòa mũi nhọn trong phòng thí nghiệm. Hắn yên lặng hồi ức cùng võ tổ luận đạo, gật gật đầu lại lắc đầu, thế nhưng là, ta còn chưa từng đến đỉnh phong A, có lẽ tại võ tổ xem ra, hắn cùng Phương Tịch đã tiến không thể tiến. Nhưng Phương Tịch biết được, thành tựu của hắn vẫn tại đi tiền nhân đường xưa. Vũ trụ tiên chính là hắc động tiên đằng sau cảnh giới, nhưng có thể hay không cùng chân tiên giới đạo tôn so sánh,
như cũ không có chứng minh thực tế, hay là đến đánh qua một trận mới biết được. Bởi vì hắn trừ đạo tôn có được đại đạo tiếng vọng bên ngoài, cũng không có cái khác tình báo đối với đạo tôn chiến lực 10 phần mơ hồ. Bất quá Phương Tịch biết được, đạo tôn phía trên, chính là đạo quả cảnh. Đạo quả giả, không thể miêu tả, không nói logic. Bởi vậy, so với võ tổ, ta may mắn quá nhiều, có thể nhìn thấy trước mắt đường, chỉ cần làm từng bước đi xuống đến liền có thể, còn chưa tới cần tự sáng tạo đường mới trình độ. Bất quá, vũ trụ tiên có thể hay không cùng đạo tôn cảnh so sánh, tựa hồ đang tìm một vị đạo tôn đấu pháp bên ngoài, còn có cái biện pháp có thể thử một chút. Phương Tịch một bên trầm ngâm, một bên mở ra các loại dụng cụ đo lường. Tiếp theo, chói mắt màu đỏ báo động liền nổi lên. Lít nhá lít nhít dòng số liệu giống như thác nước đồng dạng chảy xuôi xuống. Mà Phương Tịch chỉ là nhìn lướt qua, liền thấy kết quả sau cùng, vũ trụ bành trướng tốc độ đã biến thành giá trị âm. Mặc dù bây giờ chỉ là âm gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, nhưng chẳng mấy chốc sẽ biến thành vô tận lần tốc độ ánh sáng. Bằng vào ta thọ nguyên, tuyệt đối có thể đợi đến vũ trụ bị quy nhất ngày đó. Lúc trước hắn phân phó văng ghe, chuẩn bị đỉnh cao nhất phòng thí nghiệm cùng dụng cụ quan trắc. Bây giờ, rốt cục cho ra một cái có chút đáng sợ kết luận, vũ trụ sẽ nhanh chóng đi hướng cuối cùng. Phương Tịch sờ lên cái cằm, nhìn qua đế vương tinh phương hướng, cùng nơi đó điểm hút lớn, có quan hệ. Không, có thể trái lại thôn phệ vũ trụ, chỉ sợ loại kia lực hút đã vượt xa điểm hút lớn. Quả nhiên có người tại đột phá vũ trụ quy nhất giả à. Đúng lúc này, hắn giật mình, bày biện ra có chút nghiêng tai lắng nghe thần thái. TT, ta là TT, xin giúp đỡ. Hắn tựa hồ nghe đến vũ trụ thanh âm, đó là một cái ôn nhu giọng nữ, lại hết sức yếu ớt, đứt quãng. Thú vị, tựa hồ là một cái đặc biệt tần suất, nhưng quá mức yếu ớt, chỉ có hắc động tiên trở lên cường giả mới có thể miễn cưỡng bắt được. Không, không phải cái này phát thanh quá mức yếu ớt, mà là nó vậy mà tại hướng toàn bộ vũ trụ phát ra. Lấy lượng tử dây dưa hình thức, chỉ có lỗ đen mới có thể nghe thấy, đây là một lần đối mặt vũ trụ tất cả hắc động tiên phát thanh. Phương Tịch mỉm cười, ngồi xếp bằng. So hắc động tiên càng khủng bố hơn trường hấp dẫn hiển hiện, tiếp theo liền nghe đến một câu kia hoàn chỉnh phát thanh. Ta là chủng tộc đại nữ hoàng Ipli, hiện mặt hướng vũ trụ tất cả hắc động tiên xin giúp đỡ. Đế quốc Lanikania hoàng đế Livy Phoenix đã tại đế vương tinh nếm thử đột phá, đem vũ trụ quy nhất, đây không phải trò đùa. Tất cả mọi người có thủ đoạn, có thể xác nhận vũ trụ bành trướng tốc độ đã biến thành giá trị âm. Làm chủng tộc trí cao vô thượng đại nữ hoàng, ta ở đây hô hào. Tinh thú, chủng tộc, nhân loại liên thủ lại. Nếu không xử lý Livy, tất cả mọi người sẽ chết. Chúng ta sẽ tại 10 cái ngày vũ trụ đằng sau tiến hành tụ hội, địa điểm là. Cái này phát thanh nội dung 10 phần kinh dị, lặp lại một lần lại một lần. 10 cái ngày vũ trụ A. Phương Tịch tính một cái này nên là vũ trụ thu nhỏ tốc độ điểm giới hạn nào đó. Tựa hồ qua đằng sau, xu thế sẽ không thể nghịch chuyển. Đối với vị kia phụ hoàng, trong lòng của hắn vốn là ý tưởng gì đều không có. Không hổ là chủng tộc khoa học kỹ thuật, vậy mà có thể trong nháy mắt mặt hướng vũ trụ phát thanh. Như vậy. Lập trường của ta là cái gì? Ngồi nhìn vị hoàng đế bệ hạ kia thực hiện vũ trụ quy nhất, đột phá trở thành vũ trụ quy nhất giả. Vẫn là vì vũ trụ vô tận sinh mệnh, ngang nhiên tạo phản. Phương Tịch nhất thời không khỏi lâm vào trầm ngâm ở trong. Trong nháy mắt, 10 cái ngày vũ trụ đi qua. Một mảnh hoang vu vũ trụ tinh không ở trong. Một đầu kinh khủng cự vật chính chậm rãi đi tới. Nó mọc ra 9 cái đầu, 9 cái đuôi, mỗi một cái đầu đều tựa hồ so một viên hành tinh còn lớn hơn. Đây là tinh thú tộc trưởng. Tinh thú là một loại kỳ dị chủng tộc, ấu niên kỳ lấy hành tinh làm thức ăn, thành thục kỳ dĩ hành tinh làm thức ăn, tộc đàn chính là gia tộc kết cấu. Tinh thú tộc trưởng chính là tinh thú bộ tộc đại gia trưởng. Nó mặc dù hình thể khổng lồ, lại lấy tốc độ ánh sáng tiến lên, đi vào một chỗ trong bóng tối mới chậm rãi dừng bước lại. Ipli, ta đến rồi, tinh thú tộc trưởng phát ra thanh âm già nua. Một chỗ hư không vặn vẹo, hiện ra một viên tổ ong giống như tinh cầu. Tại viên tinh cầu này phía trên, một vị mặc quần áo màu tím nữ tính hiển hiện, chậm rãi đi lễ, Augustu. Đã lâu không gặp. Tinh thú tộc trưởng Augustu chín cái đầu đồng thời điểm một cái, sau lưng lại có mấy đầu vô cùng to lớn thân hình hiển hiện. Cảm tạ đến của các ngươi. Chủng tộc đại nữ hoàng, Ipli thanh âm tựa hồ trực tiếp tại đông đảo giữa các hành tinh cự thú, trong linh hồn vang lên. Mà tại bên người nàng, cũng hiện ra một vị lại một vị chủng tộc nữ hoàng, đều là hắc động tiên cấp bậc tồn tại. Kế hoạch lúc trước thất bại, thực sự đáng tiếc. Ipli mở miệng, nếu như Livy chết rồi, thì tốt biết bao. Trước đó chủng tộc cùng tinh thú liên thủ, thậm chí còn lôi kéo trong vũ trụ hải ngũ đại hải tặc hoàng giả, đối với đế quốc hoàng đế Livy phát động ám sát. Kết quả lại là đế vương tinh hủy diệt, một cái cự đại không gì sánh được nguồn hút, hiển hiện, thậm chí bắt đầu nghịch chuyển vũ trụ bành trướng,
không thể để cho Livy tiếp tục nữa, nếu không chúng ta sớm muộn sẽ bị hủy diệt. Augustu thanh âm hùng vĩ lại mênh mông, lần này, ta đã đem trong tộc người mạnh nhất đều mang đến. Nhưng nhân loại cùng chúng ta trước đó hay là chiến tranh quan hệ, dù là âm thầm có chỗ liên lạc, cũng chưa chắc đáng giá tín nhiệm. Ipley nhíu lên đẹp mắt lông mày, dù là tinh thú đều cảm thấy có chút điềm đạm đáng yêu, đây là tác động đến toàn bộ vũ trụ tai nạn, muốn ngăn cản nó, nhất định phải để tất cả hắc động tiên đều liên hợp lại. Chính đàm luận ở giữa, Ipley cùng Augustu đem ánh mắt nhất chuyển, nhìn hướng cái nào đó phương hướng. Rầm rầm, vũ trụ hư không hóa thành hình dáng ô lưới, một chiếc phi thuyền xuyên thẳng qua mà ra. Chiếc phi thuyền này chính là rõ ràng hải tặc phi thuyền kiểu dáng, tại mũi tàu lại khắc dấu một cái sinh động như thật hỏa phượng hoàng. Phượng hoàng đoàn hải tặc, Jenny Phoenix. Ipley chậm rãi mở miệng, nhìn thấy từ trong phi thuyền vũ trụ, đi ra một vị mặc lễ phục màu đen hải tặc. Hắn tướng mạo tuấn mỹ không gì sánh được, mái tóc dài màu đỏ ngòm rủ xuống thắt lưng, đỉnh đầu nhưng không có một cây màu vàng sừng nhỏ, chỉ có một khối màu đỏ như máu vết sẹo. Nghe đồn, vị này Phoenix bộ tộc hoàng tử ở đời trước cạnh tranh bên trong bại trận đằng sau, liền chủ động cắt lấy vinh quang của mình một cây kia độc giác màu vàng, đi trong vũ trụ hài làm hải tặc. Ipley, Augustu, Jenny Phoenix chậm rãi đi lễ, từ phía sau hắn, lại đi ra hai vị nhân tộc cường giả, đều là hắc động tiên cấp bậc. Vũ trụ hải bát hoàng, còn lại ba vị tất cả đều đến. Ipley nói, xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn. Jenny vốn là cùng Livy có thù, còn lại hai vị hắc động tiên thì là không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận. Mà lúc này, lại có một chi hạm đội khổng lồ tới gần. Một chi này hạm đội lấy một chiếc màu ám kim hình rồng phi thuyền cầm đầu, chậm rãi dừng sát ở vòng ngoài. Tiếp theo, cửa khoang mở ra, một vị tóc trắng phơ, cầm trong tay đen kịt thủ trượng, đỉnh còn khảm nạm lấy to lớn hồng ngọc hắc động tiên bay ra. Tại phía sau hắn, trầm mặc đi theo mấy vị hắc động tiên. Trải qua nhiều lần hao tổn đằng sau, đây đã là lại đế quốc Lanikania lực lượng cuối cùng. Phương Nam chiến khu nguyên soái Pizern các hạ. Ipley giống như có thể xem thấu linh hồn ánh mắt đảo qua toàn trường, tiếp theo hài lòng gật đầu, rất tốt. Xem ra tất cả hắc động tiên đều nhận được ta đưa tin, cũng xác nhận nhất định phải giải quyết Livy Phoenix. Nàng trong lời nói, mang theo tự tin mãnh liệt. Lấy nàng cao siêu linh hồn tạo nghệ trước đó, trong vũ trụ nghe đài nàng phát thanh hắc động tiên, cùng ở đây chư vị đều có thể từng cái đối ứng, không một lỗ hổng. Chương 1088, Đại chiến. Tất cả hắc động tiên. Cách đó không xa, Phương Tịch biến mất nhập tự thân nội vũ trụ, chỉ lấy bí ẩn thần niệm đảo qua ở đây hắc động tiên. Được rồi, ngươi cao hứng liền tốt. Bất quá, một vị hắc động tiên, cấp bậc chủng tộc đại mẫu hoàng khó mà phát hiện hắn vị này vũ trụ tiên, ngược lại là 10 phần hợp lý sự tình. Phương Tịch dần xuống tâm tình, tử tế nghe lấy những này hắc động tiên kế hoạch. Vũ trụ này từng cái chủng tộc, tột cùng nhất kỳ thật không phải cá thể thực lực, mà là khoa học kỹ thuật, tỉ như trước đó đế quốc vũ trụ kỳ quan binh khí, thậm chí có thể chôn vùi một vị hắc động tiên, mà lúc này, cho tới nay tương hỗ là thủ truyền kiếp tam đại thế lực cùng hải tặc liên thủ, có khả năng bắn ra lực lượng, hoàn toàn chính xác ngay cả Phương Tịch đều muốn ghé mắt. Khụ khụ, vũ khí phương diện, đế quốc vũ trụ kỳ quan binh khí đã chứng minh đối với vị kia bệ hạ vô dụng. Pizern nói, bất quá chúng ta còn có hủy diệt chi mâu, mặc dù bởi vì viện khoa học hoàng gia hủy diệt, dẫn đến rất nhiều nghiên cứu trì hoãn, nhưng vật thí nghiệm còn có một phát số dư. Chỉ là như thế nào ngắm nhất định là một cái cự đại vấn đề, bệ hạ hư hư thực thực có được thân hóa lượng tử thái năng lực. Chúng ta chủng tộc bên này, đã nghiên cứu ra mới nhất sóng não kết nối dụng cụ, đủ để đem 6 vị mẫu hoàng linh hồn cùng ta tạm thời kết nối. Đến lúc đó toàn lực thi triển linh hồn phong bạo, chí ít có thể là mục tiêu ngắn ngủi ngưng trệ sát na. Ipley thanh âm linh hoạt kỳ ảo, trừ cái đó ra, chúng ta còn cần cường công thủ. Augustu gật gật đầu, tinh thú có thể xuất chiến, nhưng chúng ta trí cao khoa học kỹ thuật vạn u cơ giáp, còn thiếu khuyết mấu chốt nhất Augustine thủy tinh. Khụ khụ. Jenny Phoenix ho khan một cái, trên hắc nguyên đại lục, Augustine thủy tinh, còn có sau cùng một cái tiêu chuẩn phần, đế quốc phương Nam trong kho tàng, còn có nửa phần. Pizern ngay sau đó mở miệng. Rất tốt, kể từ đó, món kia cuối cùng cơ giáp tất nhiên có thể hoàn thành, chúng ta tỷ số thắng cũng có thể gia tăng một phần vạn. Augustu nói, chỉ có một phần vạn A. Một vị khác hải tặc vũ trụ hoàng giả nhịn không được mở miệng. Đây là vũ trụ hủy diệt hạo kiếp, sợ rằng chúng ta dốc hết toàn lực, cũng khó có thể có được vượt qua một nửa tỷ số thắng. Ipley đau thương cười một tiếng, tiếp xuống. Chỉ có thể chờ mong kỳ tích phát sinh. Kỳ tích? A. Phương Tịch yên lặng quan sát. Bỗng nhiên ở trong lòng thở dài, các vị hắc động tiên đạt thành hiệp nghị rất nhanh, hoặc là nói, lúc này sống còn phía dưới, không thể không xuất toàn lực. Rất nhanh, một chi hoàn toàn mới đội ngũ thảo phạt liền chuẩn bị hoàn thành.
cửu đầu cửu vĩ Augustus gào thét một tiếng, trên thân vậy mà bao trùm lấy một tầng 10 phần phục cổ áo giáp. Áo giáp này toàn thân đen kịt, mặt ngoài có hoa văn phức tạp, bả vai vị trí mang theo gai ngược. Nương theo lấy tinh thú đại gia trưởng thân thể hành động, món này áo giáp vậy mà tựa như tại thôn phệ lấy vũ trụ phản vật chất, mang đến rất nhiều gia trì. Phương Tịch nhìn qua món này áo giáp, đều rất có mở rộng tầm mắt cảm giác, tinh thú cùng chủng tộc kỹ thuật, quả nhiên cùng nhân tộc khác lạ, lại dẫn một chút kỳ tư diệu tưởng. Kiện này vạn u cơ giáp, thật là không tệ dáng vẻ. Hắn yên lặng quan sát, chỉ thấy tinh thú bộ tộc đại gia trưởng đi theo phía sau mấy đại hắc động tiên, cấp bậc tinh thú, xông vào một mảnh trong vòng xoáy. Từ vũ trụ góc độ quan sát, có thể nhìn thấy một đầu lại một đầu quang lạc, giống như chạc cây đồng dạng, hướng về nguyên bản đế vương tinh vị trí hội tụ, vặn vẹo. Về phần phụ cận mấy cái tinh hệ, sớm đã không thấy bóng dáng. Livy Phoenix. Augustus nổi giận gầm lên một tiếng, 9 cái đầu lâu cùng nhau mở ra miệng to như chậu máu, giống như 9 quả lỗ đen. Thời không hoàn toàn méo mó, chui vào cái kia một mảnh quang lạc bên trong, khiến cho từng đạo quang võng vỡ vụn, chết. Nhân loại, chết. Sau lưng Augustus, từng vị hắc động tiên cấp tinh thú gào thét, gamma xạ tuyến bạo, hắc động lực trường, tia vũ trụ. Các loại khó nói nên lời năng lượng tạo thành đủ mọi màu sắc dòng lũ, rốt cục đem cái kia một mảnh quang võng xông phá. Hiện ra trong đó một bóng người, đó là một tôn cao tới 3 năm ánh sáng bóng người. Nó bị treo ngược giữa không trung bên trong, hai tay mở ra, vô số tia sáng đồng dạng tia lạc tựa như một đôi cánh khổng lồ, cùng hắn phía sau lưng dung hợp. Mỗi thời mỗi khắc, trong vũ trụ đều có vô cùng chất lượng biến mất, bị hắn thôn phệ. Đạo này bóng người có mái tóc dài màu đỏ ngòm, đỉnh đầu độc giác màu vàng. Chính là đế quốc hoàng đế bệ hạ Livy Augustus. Hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, một cỗ kinh khủng hấp lực hiển hiện. Hắc động lực trường toàn diện mở ra, triệt tiêu. Augustus gào thét một tiếng, trên người đen kịt cơ giáp mặt ngoài lóe ra một đạo lại một đạo đường vân. Vậy mà trong mơ hồ, đưa nó cùng sau lưng vài đầu tinh thú chi hắc động lực trường dung hợp hết đứng lên, trung hòa lấy Livy Phoenix lực trường. Ngay cả như vậy, số đại tinh thú như cũ không thể áp chế hướng Livy bay đi. Tựa hồ đối phương hắc động lực trường đã trải qua chất biến, vậy mà có thể áp chế tất cả tinh thú lỗ đen chi lực. Phốc phốc, một đầu toàn thân tựa như dung nham đồng dạng thiêu đốt, hình thể giống như hàng tinh thú rên rỉ một tiếng, lại bị trong hư không một cây quang lạc đâm xuyên. Nó hắc động cấp khác thân thể đối với loại này quang lạc, vậy mà liền giống như người bình thường đối mặt lưỡi dao đồng dạng, không có chút nào chống cự chi lực. Tiếp theo, nó thân thể trong nháy mắt đổ sụp, tựa hồ theo tia sáng kia lạc, tiến vào Livy Phoenix thể nội. Vũ trụ, Livy Phoenix thì thào một tiếng, bốn phía lực hút bỗng nhiên lần nữa tăng vọt, không gian thời gian, đều khó mà đào thoát. Không chỉ có như vậy, trong hư không từng đạo quang lạc ngay tại cấp tốc khôi phục, giống như nhắm người muốn nuốt rắn độc, dục dịch. Trùng sao tinh cầu phía trên, Augustus nhanh không chống nổi. Ipley ngồi xếp bằng, dưới thân có một tòa như thủy tinh kim tự tháp. Tại kim tự tháp bốn phía, một tôn lại một tôn trùng tộc mẫu hoàng đồng dạng ngồi xếp bằng, cái trán sinh ra từng cây xúc giác. Tại xúc giác phía trên, cường đại tinh thần lực trực tiếp thực chất hóa, lan tràn đến thủy tinh kim tự tháp phía trên. Kim tự tháp quanh thân, một đạo lại một đạo đường vân màu vàng hiển hiện, hội tụ ở ngọn tháp. Linh hồn phong bạo. Ipley bỗng nhiên đứng dậy, ý thức của nàng tại thời khắc này vô cùng cường đại, trực tiếp khóa chặt vị kia tại vũ trụ trong lỗ thủng Livy Phoenix. Ầm ầm, vô hình tâm linh chi lực đảo qua Livy, dĩ nhiên khiến ánh mắt của hắn đều trong nháy mắt hiện ra một tia mê võng. Cách đó không xa hạm đội phía trên, một chiếc lại một chiếc phi thuyền vũ trụ sắp xếp thành đặc thù trận hình, cộng đồng thủ hộ lấy một tôn to lớn họng pháo. Hủy diệt chi mâu, phát xạ. Vision tâm thần tựa như đại bộ phận cùng một viên đạn pháo dung hợp. Viên đạn pháo này bị đánh tạo thành trường mâu hình dạng, trong đó lại có một đoạn tựa như trong suốt, dựng dục một đạo đen kịt lôi đỉnh. Jenny Phoenix, các loại hải tặc hoàng gia đồng dạng đứng ở một bên. Tại thời khắc này, trong cơ thể của bọn hắn hắc động lực trường mãnh liệt mà ra, khái niệm chi lực không ngừng điệp ra. Hội tụ ở hủy diệt chi mâu bên trên. Xoẹt xẹt, trong vũ trụ, một đạo thiểm điện đen kịt hiển hiện, đạo thiểm điện này vô cùng to lớn, lại tựa hồ do thuần túy lực lượng hủy diệt cấu thành, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt chúng đích ở trong linh hồn phong bạo lộ ra đờ đẫn Livy Phoenix. Phốc, Livy Phoenix mở ra hai con ngươi, sắc mặt lộ ra hết sức thống khổ. Hắn đỏ tươi tóc dài tựa như ngân hà đồng dạng rủ xuống, có thể bao trùm vô số tinh cầu. Tại bộ ngực hắn vị trí, một cây đen kịt trường mâu vậy mà đem hắn thân thể hoàn toàn xuyên qua, có không hiểu vũ trụ vật chất tràn lan ra. Thật giống như một cái ăn đến quá no bụng đại đỗ hán, bị người xé ra bụng đồng dạng. Tất cả hắc động tiên trong lòng, đột ngột sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nhưng sau một khắc, cái kia một đoạn đen kịt hủy diệt chi mâu,
vậy mà bắt đầu bị treo ngược cự nhân ngực chậm rãi thôn phệ. Không tốt. Đồng loạt ra tay. Augustu nhìn thấy một màn này, lúc này gào thét một tiếng, trong vũ trụ hiện ra một đầu cự thú hư ảnh. Nó lợi chảo vô cùng to lớn, bỗng nhiên một chảo đè xuống, Augustu kêu thảm một tiếng, khổng lồ lợi chảo từ đó đứt gãy ra. Ta muốn cảm tạ các ngươi. Leviagaster's thân thể lần nữa bành trướng đến 9 năm ánh sáng lớn nhỏ, phát ra rung động lòng người thanh âm, nếu như không phải là các ngươi, ta cũng vô pháp đi ra cuối cùng này nửa bước. Liền để các ngươi dùng tử vong, đến thành toàn ta đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận quang lạc từng cục cùng một chỗ, tựa như hóa thành một gốc thương thiên đại thụ. Từng nhánh cành cây, dây leo giống như giống cây lao, mau lẹ đâm xuống. Giống giống, không. Tinh thú, trùng tộc, thậm chí nhân loại hắc động tiên nhao nhao chống cự, nhưng không có mảy may hiệu quả. Thủy tinh kim tự tháp ầm vang sụp đổ. Một chiếc lại một chiếc phi thuyền vũ trụ tại trong vũ trụ nổ tung. Tiếp theo, chính là một tôn lại một tôn hắc động tiên bị thủy điếu mà lên, bao quát hình thể vô cùng to lớn 9 cái đầu Augustu. Trên người nó vạn u cơ giáp bộc phát ra sau cùng quang hoa, lại cuối cùng bất đắc dĩ hóa thành mảnh vỡ. Một sự biến hóa kỳ dị, lập tức tại trên người nó phát sinh. Mặc dù cũng không héo rút hoặc là trọng thương, nhưng Augustu có thể cảm giác được, tự thân chất lượng đang bị gốc cây này quang thụ cướp đi, liên tục không ngừng rót vào Livy Phoenix thể nội. Vũ trụ quy nhất giả. Vậy mà thật cường đại như thế, nó 9 cái đầu lâu bên trên con mắt tất cả đều khép kín, tựa hồ đã nghĩ thoáng, chuẩn bị thản nhiên tiếp nhận tử vong. Nhưng sau một khắc, Augustu con mắt lại bỗng nhiên mở ra. Nó nhìn thấy một gốc kia khó mà miêu tả quang lạc đại thụ bị xé nứt, từng vị hắc động tiên trở về từ cõi chết, lòng vẫn còn sợ hãi hướng ra phía ngoài phi độn. Livy Phoenix cũng không truy kích, chỉ là dùng ánh mắt kỳ quái, nhìn qua một vị mới xuất hiện nhân loại. Ánh mắt kia bên trong, vậy mà không gì sánh được phức tạp. Giật mình, chấn kinh, cừu thị. Lại dẫn một tia vui mừng, Cara Phoenix. Livy Phoenix nói, ta đã từng lấy là, sẽ là Wolf đứng ở chỗ này, nhưng hắn quá mức ngu xuẩn, cùng Zoro đồng dạng ngu xuẩn. Thậm chí ngay cả hắc động tiên đều không có đạt tới, liền bắt đầu mưu đồ đế quốc, ta bởi vậy ban cho bọn hắn vĩnh hằng tử vong. Nhưng là ngươi, con của ta, ngươi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Ta cảm giác được, ngươi đi tại một đầu cùng ta hoàn toàn khác biệt trên đường. Đúng thế. Ta đem cảnh giới này, mệnh danh là vũ trụ tiên. Phương Tịch thở dài một tiếng, đại vũ trụ chi lực cuồn cuộn ra, mang theo làm cho Livy đều vô cùng rung động lực lượng. Nếu là ngươi đã hoàn thành vũ trụ quy nhất, vậy ta xa xa không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ, ta đã là vũ trụ tiên, ngươi còn chưa từng triệt để tấn thăng. Chương 1089, Đa Duy Tiên. Trung tộc đại mẫu cả hoàng, tinh thú đại gia trưởng, thậm chí Vision, Jenny bọn người trong lòng đều có chút lửa nóng. Nguyên lai ở trên hắc động tiên, cũng không nhất định muốn đi vũ trụ quy nhất, cùng thế đều là địch con đường, có thể đi lộ tuyến khác tấn thăng. Vũ trụ tiên. Livy Phoenix ánh mắt tựa hồ xuyên thấu phương tịch thời không kỳ điểm, gặp được phía kia nội vũ trụ. Trong ánh mắt có vui mừng, vừa có tiếc hận, mở nội vũ trụ, cần tiêu hao khái niệm chi lực cùng thôn phệ vũ trụ cũng kém không nhiều. Đồng dạng là một đầu tuyệt lộ. Ngươi hẳn là liên quan đến vũ trụ đa nguyên khái niệm, từ vũ trụ đa nguyên bên trong, bị hấp thu tới như vậy rộng lượng khái niệm chi lực. Vũ trụ tiên phía trên, hẳn là chính là Đa Duy Tiên. Vị hoàng đế bệ hạ này không hổ là từ trước tới nay mạnh nhất hắc động tiên, bất luận từ chất tu luyện, thiên phú, thậm chí ngộ tính đều là tuyệt đỉnh. Đa Duy Tiên, phương tịch nao nao, cảnh giới này cùng đạo quả so sánh, tựa hồ có chút trăm sông đổ về một biển hương vị, ta cũng không biết, có lẽ như thế đi. Hắn thản nhiên trả lời. Thực sự là, muốn gặp cái kia chí cao chỗ phong thái a. Livy Phoenix trong đôi mắt mang theo cực nóng, giơ tay phải lên, tới đi. Để cho ta kiến thức một phen, vũ trụ tiên lực lượng. Tại tay phải hắn phía trên, từng đạo quang lạc hiển hiện, tiếp theo hóa thành một gốc thương thiên cự thụ. Từ đại thụ bên trong, một đoạn đầu mâu hiển hiện, tiếp theo là thân mâu, ánh sáng. Tựa hồ đến từ ban sơ hào quang, chiếu rọi hết thảy. Một thanh quang huy chi mâu, hiện lên ở Livy Phoenix trong tay. Thân hình hắn một chút nghịch chuyển tới, tay phải cầm trường mâu, bỗng nhiên ném một cái. Ánh sáng. Quang huy chi mâu tựa hồ trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, đâm trúng phương tịch lồng ngực. Tiếp theo, liền thông qua thời không kỳ điểm, đi tới hắn nội vũ trụ. Trong vũ trụ, một vòng quang huy cuồn cuộn, hủy diệt đại lượng tinh cầu, cuối cùng nhưng vẫn là, tại trùng trùng điệp điệp vũ trụ chi lực bên dưới bị không ngừng ma diệt. Đây chính là vũ trụ tiên cùng hắc động tiên lực lượng trên bản chất chênh lệch. Kiếm này, tên là Nhất kiếm sinh vũ trụ. Phương Tịch nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nơ tròn kiếm hiện lên ở trong tay. Hắn một kiếm vung ra, một phương vũ trụ nhỏ hiển hiện, bao phủ Livy Phoenix.
vũ trụ nhỏ trong chốc lát sinh ra, trưởng thành, đỉnh phong, hủy diệt. Địa hỏa phong thủy tại thời khắc này bị tái tạo. Một kiếm qua đi, Livy Phoenix 9 năm ánh sáng cao thân thể không còn có mảy may bóng dáng. Phía trước, chỗ kia to lớn vô cùng điểm hút lớn cũng biến mất không thấy gì nữa. Vùng vũ trụ này, rốt cục đình chỉ co vào, lại bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng. Phương Tịch có chút nhắm lại hai con ngươi. Mặc dù cũng không thôn phệ vùng vũ trụ này, nhưng nuốt mất một cái Livy Phoenix tích lũy, đã làm hắn nội vũ trụ nghênh đón một lần to lớn phát triển. Vũ trụ tiên đằng sau, hẳn là thật là đa duy. Nhưng như thế nào chạm đến đa duy? Bây giờ ta, căn bản không có mảy may biện pháp a. Đa duy vũ trụ, chính là một phương vũ trụ khác biệt dòng thời gian. Rất nhiều thời không song song cùng chư thiên bảo giám tựa hồ là hai loại đường đi, lại trăm sông đổ về một biển. Sau một hồi lâu, hắn mở mắt ra, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Tiếp theo, liền lại thấy được Augustu, Ipli, Pizan các loại hắc động tiên. Cara Phoenix. Jenny nhìn qua cái này trong hoàng tộc tiểu bối, sắc mặt hết sức phức tạp. Tiếp theo, Pizan trực tiếp một chân quỳ xuống cung kính nói, chúc mừng bệ hạ đăng cơ, trở thành vũ trụ đại đế. Sau lưng Pizan, đế quốc còn sót lại hắc động tiên đồng dạng nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Dù sao Kara chính là Phoenix hoàng tộc, kế thừa đại đế vị trí thiên kinh địa nghĩa. Lại càng không cần phải nói, đối phương còn có thực lực cường đại như vậy. Dù là một ý niệm đem bọn hắn hủy diệt cũng là dễ như trở bàn tay, bọn hắn vốn chính là đế quốc các nơi tổng đốc loại hình, lúc này một lần nữa quy về trong đế quốc cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Jenny nghĩ nghĩ, quỳ theo hạ. Tại phía sau hắn, hai vị kia vũ trụ hải bát hoàng thứ hai, vốn là cùng đế quốc thật không minh bạch, lúc này quỳ đến cũng rất nhanh. Thậm chí, Ipli cùng Augustu liếc nhau, đều quỳ gối đi bán lễ, vũ trụ đại đế bệ hạ, không biết ta chủng tộc cùng tinh thú tương lai như thế nào. Phương Tịch nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên cảm giác có chút buồn cười. Nhưng lúc này thực lực đến, hắn không đi đến trên vị trí này, tất cả mọi người sẽ không yên tâm. Lúc này trầm ngâm một phen, trở lại trước đó dáng vẻ là có thể. Đa tạ bệ hạ. Ipli cùng Augustu lập tức trong lòng buông lỏng, âm thầm thở ra một hơi dài. Nhìn thấy một màn này, Phương Tịch lại thở dài, lộ ra cũng không phải là rất vui vẻ. Hắn vốn chỉ là muốn làm một cái tự do tự tại hải tặc vũ trụ thôi, làm sao lại biến thành vũ trụ đại đế đây? Địa tiên giới, yêu ma thụ dưới. Ngay tại ngủ say, Phương Tịch duỗi lưng một cái, thích ý đứng dậy. Thời gian trôi mau bất kể năm, hắn thần niệm vô viễn phất giới, trong nháy mắt liền đem toàn bộ địa tiên giới đều quét một lần. Mình tại Ý Thủy Linh Tâm, Vân Hy, Tiểu Thanh, Tiểu Huyền Quy các loại, bây giờ đều là đại thừa tu vi, thậm chí vượt qua mấy lần kiếp số. Thậm chí bây giờ tại Đa Bảo Thiên Tôn trên bảng hối đoái, nguyên thần đan cũng không phải chỉ có một viên. Cái này để những người này đều có phi thăng thành tiên khả năng. Bắc Thần Tiên Vực, Tẩy Tiên Trì, nên bắt đầu mưu tính một phen. Trước đó Phương Tịch nhìn cũng không nhìn, là bởi vì dù là hắn chứng thành đạo quân, tại chân tiên giới bên trong cũng coi như một phương cự đầu, nhưng đối mặt rất nhiều đạo tôn, vẫn như cũ không đáng chú ý. Chính hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là lĩnh hội một phen chư thiên luân hồi chi đạo, chính mình một cái thân ngoại hóa thân, liền tấn thăng vũ trụ tiên, có thể nói tương đương thuận lợi. Đồng thời thân ngoại hóa thân cùng lúc trước ngoại đạo hóa thân khác biệt, căn bản không có phản bội mà lo lắng. Chính là không biết thực lực, có thể hay không so ra mà vượt đạo tôn. Lần này vũ trụ tiên phân thân coi là thật lập xuống đại công, vì ta lĩnh hội vũ trụ sinh diệt, luân hồi chi đạo cung cấp đại lượng kinh nghiệm, chỉ cần tiếp tục lĩnh hội xuống dưới, tương lai triệt để ngộ ra, chấp trưởng chư thiên luân hồi đại đạo ngày đó sẽ không quá xa. Phương Tịch thần sắc phấn chấn. Chân tiên giới, Hãn Hải Tiên Vực, Vạn Hô Đảo. Sơn Nhạc Châu hóa thân ngáp một cái, ném đi cần câu. Một đầu nửa cá nửa rồng kỳ dị cá lấy được liền bị hắn ném lên bờ. Dù là đầu này ngư long có thất giai tả hữu, cũng chính là hợp thể cấp bậc sóng pháp lực, nhưng đối mặt một vị tiên nhân thả câu, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Rất tốt, hôm nay ăn cá. Lóe lên ánh bạc, Phương Tịch bản tôn nổi lên, mười phần tựa như quen để Sơn Nhạc Châu hóa thân bắt đầu giải phẫu long ngư, chuẩn bị giá nướng. Tiếp theo, lại có một tôn mặc một bộ đại đế lễ phục Phương Tịch hiển hiện, chính là vũ trụ đại đế thân ngoại hóa thân. Bản tôn đạo quân cảnh giới, chỉ sợ đã là địa tiên giới dung nạp cực hạn. Như lại đến một tôn vũ trụ tiên, sợ địa tiên giới không chịu nổi. Phương Tịch quan sát vũ trụ tiên hóa thân, chỉ thấy vậy hóa thân khí tức thu liễm đến cực điểm điểm, đem hết thảy ba động tiềm ẩn tại tự thân nội vũ trụ bên trong, ngược lại là tại chân tiên giới không có chút nào khó chịu, không khỏi liên tục gật đầu, không hổ là chân tiên giới tại 1000 đại thiên thế giới bên trong, chỉ sợ đều tính cường đại nhất một cái, muốn biết được vũ trụ đại đế hóa thân thực lực đến tột cùng như thế nào, cũng không phải không có cách nào. Hai tay của hắn hợp lại, hoàn mỹ vô khuyết thanh đồng bảo giám hiển hiện,
chính là chư thiên bảo giám bản thể. Vũ trụ tiên hóa thân hai tay tiếp nhận, đại vũ trụ chi lực trùng trùng điệp điệp rót vào trong đó. Thanh đồng bảo giám phía trên, lập tức thần quang đại phóng đứng lên. Vô ngân tinh không, vô số thế giới, vô tận vũ trụ. Tựa hồ cũng ở trong đó hiện ra. Chư thiên bảo giám như đến đạo tôn cấp số, nên có thể luyện hóa trong đó đạo quả. Phương Tịch thì thào một tiếng, tiếp theo nhìn thấy chư thiên bảo giám phía trên hào quang dần dần tiêu tán, không khỏi lại là thở dài, thu hồi chư thiên bảo giám, không cách nào luyện hóa đạo quả. Điều này nói rõ vũ trụ tiên mặc dù vượt qua thập giai đạo quân, nhưng so với cấp 11 đạo tôn, cuối cùng kém một chút a. Có lẽ có thể tính chuẩn cấp 11 đẳng cấp, cũng chính là chuẩn đạo tôn. Không đúng, ta vũ trụ tiên dù là trước đó hơi yếu hơn đạo tôn, nhưng về sau thôn phệ Livy Phoenix vũ trụ quy nhất đại bộ phận tích lũy, tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Như vậy, là thân ngoại hóa thân cuối cùng không phải bản tôn, khó mà luyện hóa đạo quả. Mà vũ trụ tiên, đã là chân chính cấp 11 đạo tôn chiến lực. Vô luận như thế nào, loại này dưới thực lực, mưu đồ chỉ là Bắc Thần Tiên cung tẩy tiên trì, đã đủ rồi. Trên thực tế, nếu không phải Bắc Thần Tiên vực trước đó đầu ngọn gió quá mức, hấp dẫn rất nhiều đạo tôn chú ý, Phương Tịch dù là vẻn vẹn chỉ là đạo quân thực lực, cũng dám đi qua trực tiếp đoạt Bắc Thần Tiên cung cơ nghiệp, thật giống như Thanh Vân đạo quân làm được như thế. Mà bây giờ cũng đầy đủ. Dù sao sẽ không có người có thể nghĩ đến, vị kia luân hồi đạo quân ngắn ngủi thời gian bên trong, liền tế luyện một tôn đạo tôn phân thân. Ta hoàn toàn có thể giả dạng là một tôn khôi phục cổ lão đạo tôn, bị luân hồi đạo quân hấp dẫn, phái người tiến về Bắc Thần Tiên vực điều tra, sau đó tùy tiện tìm lý do diệt Bắc Thần Tiên cung, chiếm lấy tẩy tiên trì. Cái này tẩy tiên trì dù là Phương Tịch có thể luyện chế, nhưng vị trí cũng mười phần trọng yếu, nhất định phải tại Bắc Thần Tiên vực mới có thể, thậm chí chính là Bắc Thần Tiên cung nơi đó, hai bên tiết điểm không gian mới có thể liên thông. Bằng không mà nói, ngày sau địa tiên giới rất nhiều người quen phi thăng, dù là Phương Tịch nguyện ý để địa tiên giới thả người, bọn hắn cuối cùng cũng chỉ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại chân tiên giới các nơi, liền thực sự quá nguy hiểm. Về phần dùng chư thiên bảo giám dẫn người phi thăng, Phương Tịch tại đạo quả trước đó, căn bản sẽ không cân nhắc bại lộ những thứ này. Dù sao, đã cẩu thả quen thuộc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải trở về a. Sơn Nhạc Châu hóa thân ở một bên cá nướng. Dù sao bản tôn cùng một cái khác thân ngoại hóa thân quá mức cường đại, hắn lại chỉ là khu khu một cái tiên nhân, liền thản nhiên tiếp nhận địa vị hạ xuống sự thật, bắt đầu cá nướng, chuẩn bị rượu ngon, tốt xấu. Ta dù sao cũng so một cái khác hóa thân mạnh chút. Một cái kia đại Việt hóa thân lăn lộn đến cuối cùng, bất quá chỉ là một cái ngũ phẩm thiên sư, ngay cả Sơn Nhạc Châu hóa thân một ngón tay cũng không sánh nổi. Lúc này chuyện đương nhiên bị Phương Tịch lần nữa chọn phái đi, trực tiếp một sợi chân linh đầu nhập chư thiên luân hồi bên trong, thăm dò cái khác đại thiên thế giới đi. Dù sao, muốn lĩnh hội chư thiên luân hồi đại đạo, liền phải như vậy không ngừng luân hồi rất nhiều đại thiên thế giới. Đây là Phương Tịch có chư thiên bảo giám trợ lực, tiến độ thật nhanh kết quả. Bằng không mà nói, chỉ là muốn tìm được một phen đại thiên thế giới, tiến hành luân hồi, đều không phải là việc dễ dàng như vậy. Hoặc là nói, căn bản làm không được. Bởi vậy, đầu đại đạo này, có thể nói là phù hợp nhất Phương Tịch đại đạo. Lại càng không cần phải nói lần này phong phú thu hoạch. Chỉ cần lại luân hồi mấy lần, nhất định có thể nhất cử nắm giữ chư thiên luân hồi đại đạo, thành tựu đạo tôn, tiếp theo luyện hóa đạo quả. Phương Tịch bản tôn tiếp nhận cá nướng, cắn một cái, nhìn về phía vũ trụ đại đế hóa thân, ta đem khí tức hoàn toàn quy về nội vũ trụ, không cùng chân tiên giới khí cơ lẫn nhau, ngược lại là chưa từng thí nghiệm qua. Chờ chút đi địa phương khác thử một lần, đạo tôn đại đạo tiếng vọng ta không biết có thể hay không có được. Hoặc là trực tiếp cảm ứng được vị kia thời không đạo tôn.